Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 134. Mặc dù, cái này thần nguyên dị bảo, đúng là do Diệp gia lực lượng nơi dựng dục. Nhưng Diệp thần bây giờ thực lực hẳn không có thể như vậy à? Trừ phi, liền liền Diệp thần mình, đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, trừ phi, cái này dị bảo cùng ta huyết mạch trong cơ thể ở giữa nào đó loại tồn tại, căn nguyên tương cận, thậm chí, có cùng nguồn gốc. Thương cổ y thần có chút cà lăm nói, cái này. Đây là thật sao, tiểu tử, người khí này vận, cũng quá nghịch thiên đi. Cái này được có nhiều trùng hợp, mới có thể bị Diệp thần gặp phải à? Có phải là thật hay không, xem cũng biết. Diệp thần không nhịn được, thân hình hắn chớp mắt, đi tới cự thạch kia trước, từ từ tỉ mỉ quan sát một lần chung quanh, xác nhận nơi này chỉ có hắn một người sau đó, chợt một quyền đánh ra. Cực võ, trọng quyền. Trong quả đấm, bộc phát ra một hồi hắc quang, lực lượng vô tận, ở Diệp thần trong cơ thể, trình độ cao nhất lao nhanh. Hướng về phía cự thạch kia, chút xuống ra. Nơi này là thần nguyên bí cảnh, từng ngọn cây cọng cỏ, một núi một đá, bị vậy thần nguyên hơi thở, uẩn dưỡng liền vô số năm tháng, trình độ cứng cáp, có thể tưởng tượng được. Cho nên, Diệp thần muốn phá vỡ cái này đá lớn, dùng hết cả người lực lượng. Mang mất đi hơi thở trọng quyền, hung hăng đánh vào trên đá lớn. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, một chút vết rách, ở quả đấm rơi xuống địa phương xuất hiện, rồi sau đó, nhanh chóng tràn đầy kéo dài. Diệp thần lực lượng, khống chế được vô cùng tinh chuẩn, cự thạch kia cơ hồ không có tạo thành động tĩnh gì, liền biến thành nghiền. Một quả cỡ quả đấm đỏ thấm tinh thạch, rơi ở trên mặt đất, trong tinh thạch tim, phảng phất có một đoàn ngọn lửa màu trắng, đang cháy. Ngọn lửa này, mặc dù niêm phong ở tinh thạch bên trong, không có tản mát ra chút nào nhiệt độ, nhưng, cũng không biết làm sao, lại là để cho chung quanh không gian, hơi vặn vẹo. Quả nhiên có đồ. Diệp thần vô cùng hưng phấn nhặt lên trên đất vậy cái tinh thạch, hắn mặc dù không biết, nhưng là, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cái tinh thạch bất phàm. Thương cổ y thần có chút kinh ngạc nói, lại, là thần diễm thạch. Thần diễm thạch, thần nguyên dị bảo một trong, dõi mắt thần quốc đều là cực kỳ hiếm thấy, chân quý tồn tại. Thậm chí, chút nào không thấp hơn một đầu chân linh cả người máu tươi giá trị. Tại sao? Thần diễm thạch tác dụng. Rất đơn giản, đoán thể luyện tủy, tăng lên cường độ thân thể. Có thể nghịch thiên, là nó hiệu quả. Cho dù đối với Diệp thần cái này loại thân xác mạnh mẽ đến không cách nào hình dạng trình độ biến thái, đều có đặc biệt kinh khủng hiệu quả. Thậm chí, có thể làm cho Diệp thần thân xác cường độ, trực tiếp gấp bội. Vẫn là toàn phương vị như vậy gấp bội. Diệp thần đem thần diễm thạch thu hồi, cũng không vội trước luyện hóa. Hắn bây giờ võ đạo thực lực, đại khái tương đương với chảm ách tầng 8 tầng 9 trời, mặc dù, khoảng cách chân chính hỗn độn cảnh, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước này, chính là trời cùng. Hỗn độn võ giả cùng không hỗn độn võ giả chênh lệch, cho dù lấy Diệp thần biến thái, đều không cách nào tùy tiện vượt qua. Thần diễm thạch mặc dù rất mạnh, nhưng là, còn chưa đủ để đem hắn thực lực, đẩy tới đến gần hỗn độn cảnh tồn tại. Thậm chí liền cảnh giới của bản thân hắn đều khó lại đột phá một tầng. Diệp thần chuẩn bị thu nhiều tập hợp một ít dị bảo, cùng nhau chiếm đoạt, lợi dụng những thứ này dị bảo tụ tập trung một chỗ sinh ra năng lượng kinh khủng, trực tiếp để cho từ cảnh giới của mình đột phá. Đối với người khác mà nói, đồng thời chiếm đoạt như thế nhiều thần nguyên dị bảo, và tự tìm cái chết, không có bất kỳ khác biệt, nhưng, đối với Diệp thần mà nói, nhưng là đồng thời chiếm đoạt càng nhiều, mang tới hiệu quả. Càng to lớn. Nếu như đơn độc chiếm đoạt, mặc dù mỗi lần cũng có thể gia tăng một phần chia thực lực, có thể mỗi lần nhưng cũng không thể không tổn thất nhất định thần nguyên tinh hoa, hơn nữa, thời gian lên coi như, hoa vậy càng nhiều hơn. Diệp thần, gần đây thích, đem lợi nhuận tối đại hóa. Hắn ánh mắt chớp động nói, ha ha, Bạch Ngọc Hoàng, Dương Xích Nguyên, chờ đi, chờ ta Diệp thần, quật khởi ngày hôm đó. Làm sao có thể không quật khởi, những cái kia dị bảo, vốn là phần lớn che giấu ở vô cùng nơi kín đáo, ví dụ như cái này thần diễm thạch, nếu là không có huyết mạch cộng minh nói, Diệp thần mình cũng không tìm được. Cái khác tất cả đại thần quốc yêu nghiệt, tự nhiên cũng là như vậy. Ví dụ như, mới vừa rồi đi qua một nam một nữ kia,
liền không chút nào phát hiện thần diễm thạch tồn tại. Nói cách khác, Diệp Thần giống như có một cái dị bảo ra đa vậy, căn bản không phải xem con ruồi không đầu như nhau khắp nơi loạn đụng cái khác thăm dò bí cảnh yêu nghiệt có thể so được. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần đứng ở một cái sông lớn bên bờ sông Duyên, ngưng mắt nhìn lao nhanh nước sông, đột nhiên, một đầu đâm vào trong nước, chĩa vào vậy vô cùng nặng nề nước sông, không ngừng lặn xuống. Trực tiếp, lặn xuống đáy sông. Cổ tay hắn lộn, thanh liên diệt thiên kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, không chút do dự một kiếm hướng trước người nơi nào đó chém tới. Nước sông sôi trào, kích động, đáy sông nơi nào đó, bị Diệp Thần một kiếm này, trực tiếp đánh ra một cái 3 mét sâu trong cái hố sâu. Mà ở trong cái hố sâu bên trong, lẳng lặng nằm một viên, tản ra ánh sáng rực rỡ 7 màu trân châu. Diệp Thần đem trân châu cầm vào tay, ánh mắt rơi vào trên đó ngay tức thì, lại là cảm đến óc một hồi choáng váng, chung quanh không gian, đều bắt đầu vặn vẹo, biến hình đứng lên. Hắn thần sắc đại biến, chợt rời đi tầm mắt, mới khôi phục như thường. Thương cổ y thần, mới vừa rồi, đó là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác, thương cổ y thần trầm giọng nói. Ảo giác, Diệp Thần kêu lên một tiếng, hắn có niệm ma thân thể, có thể phá hết thảy ảo ảnh, đều đang chỉ là nhìn một cái, liền bị ảo giác ảnh hưởng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thương cổ y thần, đồ chơi này, là cái gì? Thương cổ y thần nói, huyễn niệm châu, thần nguyên dị bảo, có thể dùng để chế tạo ảo ảnh, hoặc là thi triển thần niệm công kích. Cái này huyễn niệm châu ảo ảnh, có bao kinh khủng, người vậy lãnh hội qua, cơ hồ đến lấy ảo là thật cảnh giới. Người nếu như dùng nó tới thi triển thần niệm công kích, thậm chí có thể, đánh chết hỗn độn cảnh nhất tầng thiên võ giả. Cho dù không thể, chí ít, cũng sẽ để cho bọn họ bị thương. Mà nếu như, dùng để chế tạo ảo ảnh, hẳn, có thể đem mấy tên hỗn độn tồn tại, vây khốn tạm thời. Không tệ, Diệp Thần đem huyễn niệm châu tế luyện xong, thu hồi, rất hài lòng. Mặc dù, huyễn niệm châu, không thể dùng để tăng lên thực lực, nhưng, không thể nghi ngờ là bảo toàn tánh mạng thứ tốt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần một mực dạo chơi ở trong bí cảnh, thu hoạch, coi như vô cùng là phong phú. Hiện tại, trong tay hắn có một quả thần diễm thạch, một quả huyễn niệm châu, một viên thăng long quả, ba cái bảo hoa đá, một viên nguyên hồn châu. Thăng long quả, nhìn như, giống như là độ kim dưa lưới vàng vậy, chỉ là, nhỏ rất nhiều, chỉ có quả đấm lớn, phía trên hoa văn, vậy biến thành đạo đạo long văn. Cái này thăng long quả đồng dạng là dùng để cường hóa thân thể dị bảo, cùng thần diễm thạch vậy, có thể cực lớn trình độ tăng lên cường độ thân thể, bất quá, thần diễm thạch, thiên về tại tăng lên lực lượng, mà thăng long quả, chính là tăng lên bền bỉ cùng sinh mệnh lực. Bảo hoa đá, một loại tản ra 5 màu linh quang, lớn chừng móng tay đá quý, có thể mang đến hàng loạt linh lực, cũng để cho linh lực trong cơ thể, tinh thuần, ngưng luyện gấp mấy lần. Nguyên hồn châu, màu xám trắng, nhìn như, không tầm thường chút nào viên châu, bồi bổ thần hồn dị bảo, đối với thần hồn cường hóa, cùng thần diễm thạch đối với thân thể cường hóa trình độ, kém không nhiều. Những thứ này, tùy tiện cầm ra như nhau, đều là có thể để cho tất cả đại thần quốc yêu nghiệt, liều mạng tranh đoạt bảo vật à. Nếu như đem những bảo vật này, toàn bộ luyện hóa, chiếm đoạt, đủ để cho Diệp Thần thực lực chợt tăng gấp mấy lần. Thậm chí, cũng có thể, để cho thực lực trực tiếp đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần, vẫn là không có dừng lại, tiếp tục mình tìm bảo cuộc hành trình. Hắn biết, cái này, còn chưa tới mình cực hạn. Nếu muốn trình độ lớn nhất hấp thu dị bảo thần nguyên tinh hoa, thì phải mỗi lần cũng lấy trạng thái cực hạn, tiến hành chiếm đoạt. 3 tiếng sau đó, Diệp Thần, đi tới một nơi sông băng bên trong. Khí lạnh tràn ra, đông vạn vật, một hồi băng gió cuốn qua, cho dù là Diệp Thần, đều cảm giác gò má bên trên, một hồi đau đớn. Nếu như thông thường chạm ách cảnh võ giả ở chỗ này, sợ rằng, liền trực tiếp bị chết cóng. Mà lúc này, Diệp Thần nhưng đem vậy gào thét gió lạnh coi như vô vật, đang đứng ở một nơi hầm băng bên trong, ngưng mắt nhìn trước người một mặt băng vách đá. Hắn ánh mắt sáng, con người chỗ sâu, lại là toát ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. Hắn lúc này, cả người máu, đều tựa như muốn sôi trào. Cái này băng vách đá sau đó, niêm phong cái gì? Đó là so thần diễm thạch,
nguyên hồn châu cái này cùng dị bảo sinh ra huyết mạch đồng tình, còn cường liệt hơn trên trăm lần đồ. Hắn đột nhiên lấy ra thanh liên diệt thiên kiếm, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém vào băng vách đá bên trên. Một kiếm này, nếu là ở thần quốc đủ để chém ra một đạo vực sâu vạn trượng. Nhưng là, như vậy sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm, nện ở băng vách đá bên trên, nhưng chỉ để lại ba tấc sâu vết kiếm. Thật là cứng. Cái này băng vách đá, cho dù ở cái này thần nguyên trong bí cảnh, cũng coi như cứng rắn vật chứ. Cho nên, nơi này, vậy cơ hồ không việc gì cái khác thần quốc yêu nghiệt tới tìm bảo. Diệp thần nhìn kiếm kia vết, con người có giúp một cái, nhưng là không có buông tha, tiếp tục huy động thanh liên diệt thiên kiếm, đánh trước vậy mặt băng vách đá. Rất nhanh, ở Diệp thần dưới cố gắng, miễn cưỡng ở băng vách đá bên trên, tạc ra một cái 10 tấc sâu chỗ rách. Một đạo màu máu ánh sáng rực rỡ, ở Diệp thần trước mắt tách thả ra. Một giọt máu, không ngừng ngọa nguậy, tầng 6 máu lẳng lặng nằm ở băng vách đá bên trong. Cái này giọt máu, lượn lờ tầng 7 màu máu vầng sáng, từ bên trong mà bên ngoài, do sâu tới lặn. Diệp thần hô hấp, lập tức dồn dập. Tốt nồng nặc thần tính tinh hoa. So với trước đó hắn lấy được tất cả dị bảo, cộng lại, còn muốn nồng nặc 10 lần à. Thương cổ y thần, đây là cái gì? Diệp thần có chút lắp bắp. Thậm chí liền thương cổ y thần, đều không cách nào ổn định đi xuống. Hắn mừng như điên vậy cười to nói, thằng nhóc, đây là một giọt thần nguyên máu tươi à. Hơn nữa, vẫn là có tầng 7 huyết quang thần nguyên máu tươi. Cho dù là thông thường thần nguyên máu tươi, đối với ngươi mà nói, đều là so với thần diễm thạch cường đại hơn dị bảo. Mà tầng 7 huyết quang, là nhất cao đẳng thần nguyên máu tươi, mới có thể có được. Muốn phải chiếm đoạt thần nguyên máu tươi, có hai loại phương pháp, một loại, từ từ đi, một người hỗn độn võ giả, tốn trên mấy trăm năm, có thể chiếm đoạt cái này do tầng 7 huyết quang thần nguyên máu tươi, 10% tinh hoa đi, khác một loại, chính là lấy cực mạnh huyết mạch làm chất dẫn. Thằng nhóc, nếu như, bên trong cơ thể ngươi không có như bánh xe hồi huyết mạch nói, liền ngươi muốn phải chiếm đoạt cái này do thần nguyên máu tươi, nói ít, cũng phải tốn trên vạn năm thời gian, nhưng mà, có luân hồi huyết mạch làm chất dẫn, tốc độ liền có thể nâng cao vô số lần. Còn nếu là cắn nuốt cái này do thần nguyên máu tươi, người huyết mạch trong cơ thể, sẽ trực tiếp thăng hoa, độ dày vậy sẽ cao đến một cái khó có thể tưởng tượng bước. Mà ngươi thực lực, liền ta, cũng không dám xác định, có thể tăng lên nhiều ít lần, bất quá, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, hấp thu cái này do thần nguyên máu tươi, vậy Trấn Long Điện ước định người. Người có cơ hội có thể dung chuyển. Diệp thần nghe vậy, đều phải điên rồi. Mừng rỡ được điên rồi. Hắn đưa tay một cái, thì phải hướng thần nguyên máu tươi bắt đi. Nhưng mà, cái này thần nguyên máu tươi tản ra huyết quang, lại là mang cho hắn vô cùng to lớn áp lực. Diệp thần sắc mặt biến đổi, chặt chẽ cắn răng, cả người cự lực phun trào, nổi gân xanh, không để ý hết thảy hướng thần nguyên máu tươi đưa tay. Bàn tay hắn một tấc tấc đến gần vậy đoàn máu tươi, xương cốt, nhưng là không ngừng bể tan tành, máu thịt tan vỡ. Cái này, vẫn là hắn có luân hồi huyết mạch, kích hoạt xích trần thần mạch và không ổn định lăng phong thần mạch dưới tình huống. Nếu như, trong cơ thể hắn không có cái này vô cùng nghịch thiên luân hồi huyết mạch tồn tại, như vậy, lấy Diệp thần thực lực, sợ rằng căn bản không cách nào tới gần nơi này do thần nguyên máu tươi. Ước chừng 4 tiếng sau đó, Diệp thần mới đưa vậy giọt máu tươi thu vào trong lòng bàn tay. Hắn gương mặt bên trên, hiện ra thỏa mãn mỉm cười, hiện tại, có thể thật tốt chiếm đoạt một phen, để cho mình thực lực, hoàn toàn đột phá có thể chiến hỗn độn cảnh. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị rời đi chỗ này hầm băng, tìm một nơi chỗ ẩn núp ở lúc tu luyện, hầm băng ra, lại là vang lên một loạt tiếng bước chân. Diệp thần con người co rúc lại, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, người đến. Diệp thần thầm mắng một tiếng, mới vừa rồi, hắn toàn bức tâm thần, tập trung ở thu lấy thần nguyên máu tươi bên trên, nhất thời khinh thường. Rất nhanh, ba tên nam tử, đồng thời bước vào cái này hầm băng bên trong. Cái này ba tên nam tử, mặc trên người quần áo trang sức, có chút tương tự, trên mình đều là tản ra màu xanh nhạt thần vận trói lọi, đó là thứ tư thần quốc ký hiệu. Ba người tướng mạo khác nhau, nếu nói là có cái gì giống nhau điểm mà nói, chính là mặt của bọn họ bàng bên trên,
đều mang vô cùng là lãnh ngạo thần sắc. Hơn nữa, cái này ba người, bất ngờ đều là hỗn độn cảnh võ giả, hơn nữa mỗi một cái, hơi thở cũng không có so sợ hãi. Đặc biệt là cầm đầu một người, đôi mắt hiệp dài, con người chỗ sâu, thỉnh thoảng thoáng qua một đạo màu trắng bạc điện mang, cằm nhọn gọt, màu da trắng nõn, nhìn như, tuấn tú bên trong mang chút âm nhu hơi thở chàng thanh niên. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, đều có một loại, để cho Diệp Thần tim thu xiết cảm giác. Tựa như, tử thần, đang hướng mình đi tới. Diệp Thần sắc mặt nhanh chóng khôi phục trấn định, ngoài mặt, nhìn như thần sắc bình thản, hắn trong lòng, nhưng là không ngừng gầm thét. Mấy người này, chết tử tế không chết, lại ngay vào lúc này tới. Chỉ cần chậm nữa mấy hơi thở, hắn liền có thể mang thần nguyên máu tươi, rời đi nơi này, tăng lên thực lực à. Cái này ba tên nam tử, đều là thứ tư thần quốc một nhóm thế lực ngồi gió cửa đệ tử chân truyền. Cái khác thần quốc, cùng thứ bảy thần quốc không giống nhau, tiến vào thần nguyên bí cảnh đệ tử, không phải số ít, tự nhiên dễ dàng hơn lẫn nhau gặp phải. Cầm đầu tên kia đôi mắt hiệp dài, vóc người cao gầy, tên là Ngô Khắc Luân, là ngồi gió cửa chân truyền thứ nhất, tu vi hỗn độn cảnh ba tầng thiên. Hai người khác, một người vóc người trung đẳng, màu da ngăm đen, ngũ quan bình thường không có gì lạ, tên là Triệu Xuân Võ, tu vi hỗn độn tầng hai thiên đỉnh cấp. Một người cả người bắp thịt, huyệt thái dương đột trống, một đôi mắt hổ thần quang bắn ra bốn phía, trên cổ có một đạo dị thú xăm, khí chất dũng mãnh, nụ cười bá đạo nam tử, tên là Trần Nhất Đạt, tu vi hỗn độn tầng hai thiên. Cái này ba người, thấy Diệp Thần sau đó đều là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, tựa như nhìn thấy gì chuyện quỷ dị tình. Chỗ này vẫn còn có thái hư cảnh. Thái hư cảnh làm sao có thể sống sót? Trần Nhất Đạt lại là không khách khí chút nào cau mày nói, cái này thần nguyên trong bí cảnh, lại sẽ có như vậy tu vi tồn tại. Có lầm hay không à? Loại người này, là vào bằng cách nào? Để cho loại người này, và chúng ta tranh đoạt tài nguyên. Triệu Xuân Võ ánh mắt chớp mắt, cười lạnh nói, ha ha, Trần Huynh, ngươi cẩn thận xem, thằng nhóc này khí tức trên người, cũng biết tại sao. Trần Nhất Đạt sững sốt một chút, Diệp Thần ở hắn trong mắt, chân thực cấp quá thấp, thậm chí có thể nói cấp thấp được quá nổi bật. Đưa đến hắn liền đối phương hơi thở cũng không có chú ý. Lúc này, cẩn thận vừa thấy, phát sinh Diệp Thần trên mình tản ra nhàn nhạt màu xanh lá cây thần vận sau đó. Trần Nhất Đạt cười, chợt cười. Thì ra là như vậy à, ta đã sớm biết, thứ bảy thần quốc đủ phế vật, thậm chí liền tham gia thần quốc đại hội tư cách cũng không có, nhưng là, cũng không nghĩ tới, phế vật đến loại trình độ này à. Thái hư cảnh, ha ha, ở chúng ta ngồi gió cửa, chỉ có thể, làm thấp nhất các loại, và chó không sai biệt lắm đệ tử tạp dịch chứ. Đến thứ bảy thần quốc, là được có thể tiến vào thần nguyên bí cảnh thiên tài. Thú vị. Thật sự có hứng thú à? Cũng không biết vị kia nắm trong tay cao nhất thần lực luân hồi đứng đầu, tại sao phải nhường thứ bảy thần quốc tồn tại? Cái này thứ bảy thần quốc đơn giản là khinh nhờn vĩ đại luân hồi đứng đầu. Vốn là, bảy đại thần quốc, định kỳ cũng sẽ cử hành thần quốc đại hội, phái ra người bảo vệ trao đổi lẫn nhau, nhưng là, thứ bảy thần quốc sa sút quá lâu, đã bị cái khác sáu đại thần quốc, hoàn toàn không thấy. Liên thần quốc đại hội đều không lại mời thứ bảy thần quốc tham gia. Đây cũng là tại sao, đồ lan tâm như vậy người bảo vệ, không có ở thứ bảy thần quốc tiết lộ cái khác thần quốc tồn tại, thứ bảy thần quốc phần lớn người, cũng không biết còn có cái khác thần quốc nguyên nhân. Nước yếu không ngoại giao. Tới chỗ nào, đều là giống nhau. Mà Diệp Thần đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí khẽ cúi đầu. Chỉ là một đôi tròng mắt, bộc phát âm trầm. Mơ hồ có sát ý ở chớp động. Hắn cảm thấy đây quả thực là trên thế giới tức cười nhất chuyện. Mình thành tựu luân hồi đứng đầu, lại bị người khác nói tiết độc mình. Đây là cái gì làm việc? Nhưng mà, hắn lại không có bùng nổ. Hắn biết, hiện tại, không phải lúc. Nếu như chỉ có một người, hắn còn có thể dựa vào Huyễn Niệm Châu, liều một cái. Nhưng đối phương, có ba người, thì nhất định phải các loại. Cùng cái đó cao nhất cơ hội. Hắn mặc dù ngạo, nhưng ngạo không phải lỗ mãng, không phải tự tìm cái chết, nếu là có cơ hội giết trong chớp mắt cái này ba người, cho dù rất mong manh, Diệp Thần, vậy sẽ hợp lại. Có thể sự thật chính là,
Hiện tại, Diệp Thần động thủ, kết quả chỉ có một. Đó chính là chết. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, Diệp Thần, thì sẽ bỏ qua bọn họ. Làm nhục người hắn, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ngô Khắc Luân nguyên bổn cũng là khinh miệt liếc Diệp Thần, nhưng đột nhiên gian, hắn hai tròng mắt bên trong, bạo phát ra một hồi sạch bóng. Trên mặt hiện ra một chút kinh hãi. Hắn vung tay lên, chặn lại hai người khác châm chọc, thân hình một cái chớp động, liền đi tới chỗ kia Diệp Thần ở băng trên vách tạc ra trong cái hố sâu trước. Diệp Thần nhìn như không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại là không khỏi được căng thẳng. Không tốt, bị tên này chú ý tới. Thần nguyên máu tươi. Ngô Khắc Luân cảm thụ băng trên vách lưu lại tí tí thần ý, ngay tức thì kích động. Cũng không cách nào khống chế mình. Thần nguyên máu tươi, nhưng mà cái này thần nguyên bí cảnh cao cấp dị bảo một trong à. Nếu như đạt được một giọt, cho dù là kém nhất một tầng huyết quang máu tươi, bọn họ cũng coi như là không uổng chuyến này à. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, cái này thần nguyên máu tươi mới vừa bị lấy đi không lâu. Thần ý cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn chợt quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, tiểu tử. Cái này thần nguyên máu tươi, là ngươi lấy đi, giao ra. À, Diệp Thần trên mặt hiện ra một chút mê mang nói, thần nguyên máu tươi. Cái gì thần nguyên máu tươi? Hắn nhìn về phía cái hầm kia động nói, ta chỉ là mới vừa đi ngang qua nơi này mà thôi, ta lúc tới, băng vách đá đã là như vậy. Ở bồn công tử trước mặt nói láo, tự tìm cái chết. Ngô Khắc Luân quát lên một tiếng lớn, cái này thần nguyên máu tươi cứ như vậy không có. Giống như ngươi thấy được một viên kim cương ở mình trước mắt, đưa tay một cái là có thể nhặt được, lại đột nhiên rơi đến biển khơi bên trong vậy. Cái này, để cho hắn làm sao có thể không tức giận. Ngô Khắc Luân hỗn độn cảnh hơi thở, điên cuồng bùng nổ, lấy kinh thiên thế, hướng Diệp Thần vọt tới, Diệp Thần sắc mặt đại biến. Xương cốt bị hơi thở kia đè được cũng cót két vang dội, liền lùi lại ba bước, phốc một tiếng, khạc ra búng máu tươi lớn. Hắn vẫn cúi đầu, trong mắt hận ý, nhưng là càng đậm một phần. Đồng thời tay trái nắm thật chặt, giữ lại vậy cái huyễn niệm châu. Đây là, Triệu Xuân Võ nhưng là cười nói, Ngô sư huynh, bình tĩnh một chút. Hắn chỉ Diệp Thần nói, cái này thái hư cảnh tiểu tử, có thể hay không phá vỡ cái này băng vách đá. Cũng là cái vấn đề, chớ nói chi là, lấy đi vậy thần nguyên máu tươi, liền đến gần đều không cách nào làm được chứ. Ngô Khắc Luân gật đầu một cái, thu hồi hơi thở, bất quá nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vẫn mang tức giận, lạnh lùng nói cái này, ngược lại cũng là. Mặc dù Diệp Thần chịu đựng được hắn hơi thở, không có chết để cho hắn có chút bất ngờ, nhưng, vậy không quá để ở trong lòng. Hắn thật ra thì vậy rõ ràng. Bằng Diệp Thần thực lực căn bản không có thể lấy đi thần nguyên máu tươi, chẳng qua là cho cao cấp dị bảo lỡ mất dịp may, giận cá chém thất tại Diệp Thần mà thôi. Trần Nhất Đạt nhưng là có chút dữ tợn cười nói, bất quá, vì để đạt được an toàn, phế vật này vẫn là giết chứ. Diệp Thần nín thở, đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, hắn biết hiện dưới tình huống này, cho dù sử dụng huyễn niệm châu chế tạo ảo cảnh, vậy có thất thủ có thể. Chỉ cần có một người không có rơi vào ảo cảnh bên trong, chết thì phải là hắn. Nhưng cũng chỉ có thể đánh một trận. Triệu Xuân Võ, nhưng là mặt hiện nghiền ngẫm vẻ đánh giá Diệp Thần nói, ha ha, muốn giết, cũng không gấp tại tạm thời, những thứ này thần nguyên dị bảo, phần lớn che giấu ở chỗ bí ẩn, chúng ta vừa vặn cần một làm lao động, không phải sao? Ngô Khắc Luân cười gật đầu nói, có đạo lý, cái này loại việc bẩn việc mệt nhọc. Vốn chính là hẳn những người này làm, không phải sao? Bọn họ mấy ngày nay, mang không mục đích khắp nơi loạn đào, tìm lung tung, cái gì cũng không nhận được, còn làm được từ mình bụi văng đầy người, cái này há là ngồi gió cửa thiên kiêu cửa chuyện nên làm. Hơn nữa, để cho Diệp Thần đi làm những thứ này khuân vác, bọn họ không liền có thể bắt chặt thời gian tu luyện. Ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh tu luyện, chỗ tốt cũng là không nhỏ. Ngô Khắc Luân tay lộn một cái, một quả phù văn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, tiếp nhận cái này cái nô lệ ấn, theo chúng ta đi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy cái phù văn, hướng về phía Thương Cổ Y Thần nói, lão Thương, cái này cái nô lệ ấn, có thể phá giải sao? Thương Cổ Y Thần cười nhạt mấy tiếng, mở miệng nói, đầy tớ này có giấu trước một chút luân hồi ý, rất yếu ớt.
Đối với người khác, dù là hỗn độn cường giả, có lẽ có thể vây khốn, nhưng đối với ngươi, không có hiệu quả chút nào. Bất quá ngươi có thể giả dạng làm có hiệu quả. Diệp Thần ánh mắt chớp động, khẽ mỉm cười nói, được. Nháy mắt tức thì, dấu vết liền rơi vào hắn ấn đường. Nhưng vậy ngay tức thì tiêu tán. Cùng lúc đó, thần nguyên bí cảnh chỗ sâu nhất, một tòa cung điện. Đền bên trong, vô số tượng thần sắp hàng. Mà điện vũ phía trên nhất, có một cái chữ viết cổ xưa Diệp. Diệp gia mặc dù ở thần quốc trên lịch sử biến mất. Nhưng truyền thuyết của hắn vẫn luôn ở. Tượng thần chính là tốt nhất làm chứng. Diệp thần chỗ ở thứ bảy thần quốc cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở chỗ này, vô cùng thường gặp. Chỉ vì là, chỗ này bí cảnh, cũng là Diệp gia bút tích, thừa tái Diệp gia ý chí. Trước tượng thần có ba cái phủ đoàn. Trên bồ đoàn, ba cái ông già nhắm mắt lại tu luyện. Đột nhiên, ba người trong mắt mở ra, vượt qua hỗn độn lực lượng lan ra. Nhất ở giữa ông cụ kia gắt gao nhìn chằm chằm trung ương nhất luân hồi đứng đầu tượng thần, kinh hô các ngươi có thể cảm nhận được. Mới vừa rồi, trong bí cảnh, thật giống như, xuất hiện luân hồi đứng đầu hơi thở. Làm sao có thể? Luân hồi đứng đầu. Cái này bốn chữ cơ hồ Trần Phong ở lịch sử bên trong. Vĩnh viễn không bị mở ra. Thần quốc hết thảy, năm đó cơ hồ đều ở luân hồi đứng đầu nắm trong tay dưới. Đó là vượt qua vô tận và luân hồi lực lượng. Đối với thần quốc rất nhiều cường giả mà nói, luân hồi đứng đầu chính là thần. Mà Diệp gia chính là thần tọa. Cái này ba cái ông già thấy tận mắt thần quốc Diệp gia diệt vong, luân hồi đứng đầu chết. Vậy thấy tận mắt thần quốc vô số tượng trưng tín ngưỡng tượng thần bị phá hủy. Bọn họ trải qua thịnh thế, vậy trải qua chư thần hoàng hôn. Bọn họ ngủ say tại bí cảnh. Mai táng trong lòng còn sót lại theo đuổi. Bọn họ từng là chúng sinh. Mà hiện tại, vẫn là. Duy nhất có thể làm, chính là thương hại chúng sanh. Bên phải nhất ông già mở mắt ra, đục ngầu bên trong không có vẻ bối rối. Hắn nhìn một cái tượng thần, làm một cái động tác tay, ngươi lại tẩu hỏa nhập ma. Bỏ mặc đi qua nhiều ít năm, ngươi cũng phải tiếp nhận một chuyện, Diệp gia không có ở đây. Còn nữa. Ta cảm nhận được bí cảnh khí tức biến hóa rất nhiều, sợ rằng vậy bảy cái khu vực người tiến vào. Ai, năm đó không rõ ràng luân hồi đứng đầu vì sao phải đem thần quốc phân là bảy bộ phận, hơn nữa mỗi một phần chia hoàn toàn ngăn cách. Ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Có lẽ đây chính là luân hồi đứng đầu thiết lập vô hình nhân quả vách ngăn. Như không có tách ra, sợ rằng toàn bộ thần quốc đều bị những tên kia làm ô yên chướng khí. Thiên đạo cung cũng sẽ không là đã từng là thiên đạo cung. Ông già nói xong, liền tiếp tục nhắm mắt lại. Mà trung gian ông già cũng rốt cuộc không cách nào giữ nội tâm bình tĩnh, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, tuyệt đối không phải tình cờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này thiết thiết thật thật thuộc về luân hồi huyết mạch. Mà luân hồi huyết mạch, thế gian có thể nắm trong tay chỉ có luân hồi đứng đầu. Hắn chợt đứng lên. Chung quanh không gian sinh ra chút vết rách. Có thể gặp đối phương thực lực có kinh khủng dường nào. Trong thoáng qua, ông già liền biến mất ở trên đại điện. Toàn bộ đại điện quanh quẩn hắn vậy quyết nhiên thanh âm. Ta luôn cảm giác có chút không đúng, ta phải đi xem. Ngoài ra hai ông cụ nhìn nhau, lắc đầu một cái. Nhắm mắt lại. Nhưng mà, ở ánh mắt quét qua phía trước một tòa nam tử tượng thần thời điểm. Lau một cái sâu đậm kính sợ vẫy không đi. Đó là đã từng bị Diệp gia chi phối sợ hãi. Mà nam tử này tượng thần, lại và Diệp thần có chút giống. Mà giờ khắc này, Diệp thần luyện hóa dấu vết sau đó, tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Diệp thần lặng lẽ đem một quả màu xám trắng viên châu, ở trong tay bóp vỡ, hút vào bên trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa lực lượng. Vậy trắng xám viên châu. Đang là có thể tăng cường thần hồn lực nguyên hồn châu. Hai ngày sau đó, một tòa núi nhỏ bên trên, Ngô Khắc Luân dừng chân một cái, đột nhiên chỉ một cái nơi nào đó nham thạch vách núi, hướng về phía Diệp Thần nói cầm nơi đó tạc mở, 3 mét sâu. Lúc này Diệp Thần, bụi văng đầy người, nhìn như khá là chật vật, thậm chí, trên mình cũng không thiếu vết thương, nhưng là, mặt hắn lên từ đầu đến cuối không có chút nào thần sắc. Thậm chí có chút sửng dưng và lãnh ý.
Diệp Thần nghe vậy, thần thờ đi tới vách núi trước, cầm ra Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, một chút một cái tạc đấm cứng rắn nham thạch. Hắn cả người mồ hôi như mưa rơi, nhìn như vô cùng là cật lực hình dáng, tạc được không hề mau. Ngô Khắc Luân, Trần Nhất Đạt, Triệu Xuân Võ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là hiện ra nụ cười đắc ý. Mấy ngày nay, bọn họ tùy ý điều khiển Diệp Thần nơi này đào đào, nơi đó chuẩn xác, mặc dù cái gì đều không đào được, nhưng buông lỏng rất nhiều, tựa như, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, lại tìm về bọn họ thân là thứ tư thần quốc một nhóm thế lực đệ tử chân truyền cảm giác ưu việt. Đây là, Trần Nhất Đạt trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng, lại là đối Diệp Thần chợt quát lên, người mẹ hắn là gãy xương. Tạc một cái tiếng, liền tạc như thế một chút, có phải hay không ở cho lão tử lười biếng đâu. Một giây kế tiếp vô tận đợt khí chấn động, tựa như xuyên qua Diệp Thần thân thể. Diệp Thần, quả thật không có xuất toàn lực, chỉ dùng đại khái 10% lực lượng đi, đây là vì ẩn giấu thực lực, không để cho Ngô Khắc Luân các người, sinh ra cảnh giác. Nhưng hắn biết, Trần Nhất Đạt đối với hắn động thủ, tuyệt không phải bởi vì hắn tạc được chậm. Cho dù hắn chỉ dùng 10% lực lượng, vậy đủ để sánh bằng phần lớn Trảm Ách hậu kỳ võ giả. Diệp Thần trong mắt là sát ý điên cuồng. Ngô Khắc Luân, Trần Nhất Đạt, Triệu Xuân Võ. Ta Diệp Thần bảo đảm, các ngươi đối với ta làm hết thảy, ta sẽ gấp trăm ngàn lần đòi lại. Lại cho ta một chút thời gian, thậm chí muốn không được bao lâu. Mấy ngày nay, Trần Nhất Đạt chỉ cần hơi có bất mãn, liền sẽ mượn cớ, đối với Diệp Thần động thủ. Hắn vết thương trên người, đều là như thế tới. Mà Ngô Khắc Luân và Triệu Xuân Võ, chính là nhiều hứng thú nhìn, không có chút nào ngăn cản ý kiến. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa lúc đứng lên, sắc mặt lại khôi phục thẫn thờ, trở lại vách núi trước, một chút tạc trước, tựa như hết thảy, cũng không có phát sinh qua vậy. Triệu Xuân Võ trong mắt, vẻ kinh dị chớp mắt nói, cái này thái hư cảnh thật đúng là chịu đựng đánh. Chẳng lẽ thứ bảy thần quốc người, đều là thuộc Huyền Vũ? Da dày. Cái này hai ngày, Trần Nhất Đạt đối với Diệp Thần ra tay rất nhiều lần. Vậy thái hư cảnh sớm nên bỏ mình. Mà Diệp Thần lại chỉ là một ít bị thương nhẹ, đối với bọn họ thật sự mà nói có chút không thể tưởng tượng nổi. Trần Nhất Đạt nhưng là lơ đễnh, đi tới Diệp Thần trước mặt. Ngưng mắt nhìn Diệp Thần cặp mắt, một lát sau, quay đầu về Ngô Khắc Luân cùng Triệu Xuân Võ cười ha ha một tiếng nói. Ngô huynh, Triệu huynh, các ngươi tới xem à, thằng nhóc này bị thương thành như vậy, một chút nóng nảy cũng không có à. Ha ha ha, thứ bảy thần quốc tu võ người, liền cái này loại tánh tình sao? Như vậy, vậy coi là tu võ người sao? Loại người này, ở chúng ta thứ tư thần quốc, chỉ phối làm con kiến hôi chứ? Ta rốt cuộc rõ ràng năm đó vị kia luân hồi đứng đầu vì sao phải đem thần quốc phân chia thất đại khu, hơn nữa dùng nghịch thiên thuật pháp chia cách. Phỏng đoán chính là muốn cách ly một ít đề tiện huyết mạch đi. Diệp Thần yên lặng, chỉ nhìn trước mắt thạch bích, một chút tạc trước. Mấy ngày nay, trong đầu hắn không ngừng vang lên từng trận long ngâm. Hắn rất rõ ràng, đây là huyết long trả lời. Dẫu sao cái này bí cảnh thuộc về cửu thiên thần long điện. Thời khắc này mình và huyết long vô cùng đến gần. Huyết long hẳn là bị kẹt ở đó một vực sâu bên trong, không cách nào phá vỡ cấm chế. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được huyết long hơi thở càng ngày càng mạnh lên. Mà đã từng trong hình xuất hiện vực ngoại ma long, hơi thở nhưng càng ngày càng suy yếu. Chàng này đối lập, huyết long tựa hồ thắng. Mà mình đâu? Cố nhiên Ngô Khắc Luân, Trần Nhất Đạt, Triệu Xuân Võ đối với tự mình ra tay. Nhưng là hắn không có chút nào buông tha. Hắn đang nổi lên. Mỗi một lần đám người này đối với hắn động thủ, Lăng Phong thần mạch và Xích Trần thần mạch cũng sẽ kích hoạt. Xích Trần thần mạch phòng ngừa hắn bị thương. Mà Lăng Phong thần mạch cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng. Rất nhanh, lần này Lăng Phong thần mạch lực lượng lại phải dồi dào. Đây là hắn cơ hội. Trần Nhất Đạt sắc mặt trầm xuống, gặp Diệp Thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Uy nghiêm nói, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe gặp. Diệp Thần hơi cúi đầu nói, à. Trần Nhất Đạt ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười như điên nói, ngươi xem. Ta đã nói rồi. Thú vị, quá thú vị. Khi dễ tên yếu, quá đã. 3 mét sâu tạc xong rồi,
thạch bích bên trong, tự nhiên không có một vật. Mấy người, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới một phiến trên bờ cát. Ngô Khắc Luân nhắm mắt một hồi cảm ứng, hướng về phía mấy người hỏi, các người có cảm giác hay không đến, nơi này hơi thở có chút đặc thù. Trần Nhất Đạt cùng Triệu Xuân Võ gật đầu nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Không tệ. Ngô Khắc Luân chỉ dưới chân bãi cát, cân nhắc nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, nơi này, đào 10 mét. Diệp Thần không nói một lời, động thủ bắt đầu đào. Cũng không lâu lắm, liền đào 5 mét. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt, bộc phát ra một hồi vui mừng. Nguyên hồn châu, luyện hóa xong. Hắn thần hồn lực, ngay tức thì tăng vọt gần nhất lần. Lăng phong thần mạch vậy cầm năng lượng hấp thu xong. Có thể vận dụng. Cái này ba người mặc dù rất mạnh, nhưng lăng phong thần mạch trải qua quá nhiều, hấp thu vô số không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiên đạo lôi kiếp, thần quang nghi thức, chiến trường thượng cổ, độc quật, hỗn độn cảnh cường giả, hiên viên hàn, thậm chí còn bí cảnh hết thảy. Diệp Thần thậm chí có chút hưng phấn. Diệp Thần trên mặt, hiện lên một màn điên cuồng, giữ tợn nụ cười. Hắn đột nhiên lạnh như băng nói, ba vị, ta phát hiện bảo vật. Cái gì? Thật tìm được. Một cổ thần nguyên khí tức, từ trong cái hố sâu bên trong dâng lên. Ngô Khắc Luân ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vô cùng mừng rỡ. Diệp Thần, mau đem bảo vật, dẫn tới. Diệp Thần thân hình chớp mắt, trở lại bãi cát bên trên, trong tay hắn, cầm một quả tản ra ánh sáng bảy màu chiếu rọi chân châu. Chính là huyễn niệm châu. Ba người trong mắt vui mừng, hơn nữa đậm đà. Phát. Huyễn niệm châu, rất tốt. Ngô Khắc Luân mặt đầy gió xuân, đưa tay một cái thì phải từ Diệp Thần trong tay, đem huyễn niệm châu lấy tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt chợt quát lên, tiếp hảo. Tuyệt mệnh thần niệm lực, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, gào thét ra, bơm vào đến vậy huyễn niệm châu bên trong, ánh sáng bảy màu hoa, ngay tức thì lóng lánh đến trình độ cao nhất, đem mọi người bóng người chìm ngập trong đó. Diệp Thần, sở dĩ nhịn lâu như vậy, chính là bởi vì, lấy hắn vốn là thần hồn lực và lực lượng, không có nắm chắc hoàn toàn phát huy ra huyễn niệm châu lực lượng, đồng thời đem ba người khốn nhập ảo cảnh bên trong. Cho nên, hắn liền lặng yên không một tiếng động, đem nguyên hồn châu luyện hóa. Cái này, cũng chỉ lấy Diệp Thần nghịch thiên thể chất, có thể làm được. Hắn khắc chế lực tính, trừ vì mê muội Ngô Khắc Luân các người, một bộ khác phân nguyên nhân, cũng phải cần tập trung tinh thần, luyện hóa nguyên hồn châu. Ngô Khắc Luân ba người, lúc này, trong mắt đều là hiện lên vẻ mê mang, ngơ ngác đứng tại chỗ, cười khúc khích. Thương cổ y thần nói, thằng nhóc, hiện tại, ngươi phải làm sao? Ta đề nghị ngươi không nên động dùng lăng phong thần mạch lực lượng. Cái này làm cho ngươi tiếp theo có thể giữ được tánh mạng. Hơn nữa lăng phong thần mạch lực lượng không đủ để giết ba người, một khi một người trong đó sống được, ngươi như thường nguy hiểm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn ba người, hỏi cái này huyễn niệm châu, có thể vây khốn bọn họ, bao lâu? Một tháng. Diệp Thần mỉm cười, sát ý phun trào nói, vậy ta đi trước. Hắn hiện tại, nếu như tùy ý ra tay công kích, ba người, có thể tự ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Để cho thương cổ y thần bất ngờ phải, Diệp Thần lại ngón tay bắt pháp quyết, ở trên thân ba người để lại mình dấu vết. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Cái này dấu vết rơi xuống, cho dù chạy được lại xa, bọn họ vậy có thể tìm được ngươi. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Diệp Thần ánh mắt, sát ý phun trào. Chúng ta đi vùng lân cận, tìm một chỗ kín đáo, bế quan. Một tháng, vậy là đủ rồi. Đủ hắn đem tất cả dị bảo, hấp thu hầu như không còn. Ngô Khắc Luân, Trần Nhất Đạt, Triệu Xuân Võ, gặp mặt lại lúc đó, ta nhất định. Sẽ thật tốt để cho các ngươi biết một chút về, thứ bảy thần quốc võ giả, kết quả là dạng gì. Rất nhanh, Diệp Thần liền tìm được một nơi cực kỳ sơn động ẩn núp, chui vào trong đó, ở ngoài cửa, bố trí một đạo ẩn núp pháp trận. Hắn ngồi xếp bằng, lại là một cổ não, đem thần diễm thạch, bảo hoa đá, thăng long quả. Cùng với giọt kia thần nguyên máu tươi, lấy ra. Sau đó há miệng, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ngay tức thì. Cuồng bạo thần tính tinh hoa, cuộn sạch toàn thân. Một đoàn huyết diễm, đem bọc, tựa như cả người, cũng bốc cháy vậy. Mà sau đó,
Diệp Thần tu vi lại cấp tốc kéo lên. Nhiều như vậy chỗ tốt lại để cho Diệp Thần nguyên bản khó khăn đột phá thay đổi cực kỳ ung dung. Diệp Thần trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hỗn độn cảnh rất mạnh. Thứ tư thần quốc rất mạnh. Vậy thì như thế nào? Hắn là Diệp Thần. Một tháng sau đó, nguyên bản sắc mặt đờ đẫn Ngô Khắc Luân ba người, đều là sững sốt một chút, ngay sau đó cặp mắt chợt khôi phục trong sạch. Diệp Thần. Ngô Khắc Luân phát ra một tiếng gầm thét, hắn hiện tại, làm sao không biết trước liền Diệp Thần đạo. Triệu Xuân Võ và Trần Nhất Đạt, vậy giống vậy sắc mặt dữ tợn. Bọn họ ba người, đường đường ngồi gió cửa nhân trung chi long, lại cho một cái thái hư cảnh phế vật, như vậy đùa bỡn. Nếu như truyền đi, bọn họ sau này còn như thế nào ở thứ tư thần quốc đặt chân? Trọng yếu hơn chính là, bọn họ tới đây thần nguyên bí cảnh, cũng không phải là tới nghỉ phép à. Liền bởi vì thằng nhóc này, trắng trắng bị vây ở chỗ này một tháng thời gian. Cái này một tháng, bọn họ dùng tu luyện, cũng có thể đột phá một hai cảnh giới nhỏ liền chứ. Ngô huynh, thằng nhóc kia giấu vết tựa hồ vẫn còn ở, cho dù chạy được lại xa, chúng ta vậy có thể tìm được hắn. Triệu Xuân Võ âm hàn nói. Trần Nhất Đạt trong mắt, vậy tràn đầy tàn nhẫn nói, ha ha, thật không nhìn ra, con chó này thật đúng là dám cắn người. Xem ra, phải thật tốt dạy bảo dạy dỗ. Ngô Khắc Luân kềm chế lửa giận trong lòng, gật đầu một cái, một chút ấn đường, một quả phù văn hiện lên mi gian, một đạo vô hình chập chờn, hướng bốn phía, lan đi. Một lát sau, Ngô Khắc Luân liền mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ nói, thằng nhóc này, vây khốn chúng ta một tháng, lại, không có chạy ra khỏi bao xa. Triệu Xuân Võ nói, đi trước xem nói sau. Theo lý thuyết, Diệp Thần hẳn trốn được càng xa càng tốt, bất quá, một cái thứ bảy thần quốc phế vật thôi, còn có thể nhảy ra đóa hoa tới. Chẳng lẽ, thằng nhóc này trong tay còn có khác một quả huyễn niệm châu? Ha ha, lấy là huyễn niệm châu cái này cùng chí bảo, thật đầy phố đều là sao? Lúc này, thân hình ba người động một cái, hướng Diệp Thần chỗ ở hang núi đi. Rất nhanh, mấy người liền đi tới hang núi ra. Trong động Diệp Thần, chợt đôi mắt mở một cái, sắc mặt rửng rưng, cười lạnh nói, rốt cuộc đã tới sao? Lúc này Diệp Thần, tu vi bất ngờ đã đột phá tới thái hư đỉnh cấp. Khoảng cách chạm ách cảnh không quá nửa bước xa. Phải biết, hắn có luân hồi huyết mạch áp chế, đột phá cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại bước vào cảnh giới như vậy, có thể tưởng tượng cái này bí cảnh chỗ tốt. Ba người rơi vào trước động. Ngô Khắc Luân ngưng mắt nhìn bóng tối hang động, trong mắt lửa giận, càng ngày càng nồng đậm, quát lạnh, Diệp Thần. Trốn không nhúc nhích, cho bổn công tử, cút ra đây. Trong động, vang lên một loạt tiếng bước chân. Diệp Thần bóng người, dần dần hiện lên ở ba người trước mắt. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là mang nồng nặc tức giận ý. Nguyên lai là trốn tới chỗ này tu luyện. Cái này con kiến hôi không phải là còn có cái gì chiến thắng mình ba người cái này loại buồn cười ý tưởng chứ. Ừ, một tháng, đột phá đạo thái hư đỉnh cấp, thậm chí đến gần chạm ách, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ở trong mắt bọn họ, vẫn là rác dưới. Cho dù là chạm ách và hỗn độn chênh lệch đều là ngàn kém vạn đừng. Ngô Khắc Luân cười lạnh nói, ta còn lấy là Diệp công tử dùng một quả huyễn niệm châu, đem chúng ta vây khốn, là muốn làm gì? Lại là vì tu luyện à? Muốn tu luyện, người nói sớm à? Cần gì phải lãng phí một quả huyễn niệm châu đâu? Lãng phí, Diệp Thần cười nhạt một cái nói, cho các ngươi những thứ này tạp loại dùng, quả thật lãng phí. Trước động không khí, ngay tức thì tĩnh mịch xuống. Ba người, đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Bọn họ, mới vừa rồi nghe cái gì? Diệp Thần hổ thẹn mắng bọn hắn là tạp loại. Cái đó, nhẫn nhục chịu khó. Bị vô duyên vô cớ quyền đấm cước đá, cũng không dám chút nào cậu oán hận con kiến hôi. Hiện tại, lại dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện. Ba người thần hồn, đều là ngay tức thì bị giận đốt lửa liền à. Nếu như Diệp Thần, ban đầu giống như này phách lối, càn rỡ, bọn họ có thể chỉ sẽ cảm thấy Diệp Thần ngu xuẩn, còn chưa đến nỗi như vậy tức giận. Chỉ khi nào, nguyên bản đối với ngươi một mực cung kính người, đột nhiên thờ ơ nhục mã ngươi. Nhưng càng để cho người không cách nào tiếp nhận à. Tựa như,
mình Tôn Nghiêm lập tức bị Diệp Thần giẫm ở dưới chân liền vậy. Triệu Xuân Võ ánh mắt rét lạnh, cổ tay lật tầng trời, nắm một chuôi toàn thân vàng óng nửa bước tuyệt khí trường kiếm, cả người sát ý, giống như gió bão vậy tứ ngược, hắn một đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Thần, cười lạnh nói. Phế vật chính là phế vật, đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, cũng không biết trời cao đất rộng. Trần Nhất Đạt giữ tợn cười một tiếng nói, Triệu Huynh, chớ đem thằng nhóc này trực tiếp giết, trước chặt xuống hắn tứ chi là tốt, ta còn không có tốt dạy bảo hắn đây. Triệu Xuân Võ âm hàn cười một tiếng, cả người hỗn độn tầng hai thiên cảnh linh lực, nghịch thiên bùng nổ, giống như một đạo siêu cấp gió bão vậy, ngay tức thì vét sạch chu vi trăm dặm, gió cắt đi đá, thậm chí một ít cây cối, đều bị trực tiếp nhổ tận gốc. Ngưng luyện vô cùng linh lực, điên cuồng bơm vào tới trong tay hoàng kim trên trường kiếm, kiếm phong lóng lánh, kiếm ý ngang dọc, giống như thủy thiên chi long, hạ xuống hậu thế. Tản mát ra vô cùng bá đạo, uy nghiêm ý vận. Hắn trường kiếm điệu múa, kim quang tràn ra, mỗi một tia kim quang, cũng để cho cái này thần nguyên bí cảnh vô cùng vững chắc hư không, cũng làm dao động, mỗi một tia kim quang, liền tựa như một cái kiếm thế giới. Thế giới bên trong, vạn long phi vũ, hoàng long vũ thiên kiếm. Triệu Xuân Võ khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng Diệp Thần chém tới, cuồn cuộn kim quang, bỗng nhiên ngưng tụ, phân hóa là bốn đạo ánh vàng rực rỡ hình rồng kiếm ý. Hướng Diệp Thần gào thét đi. Mỗi một đạo hình rồng bên trong, cũng hàm chứa có thể nói cực hạn kiếm ý, một loại bá đạo, hung hãn, giống như có thể chém ra vạn núi kiếm ý. Sơn động này, ở đó kiếm ý trọng áp dưới, lại là hơi dao động. Triệu Xuân Võ cặp mắt giống như rắn độc vậy, phong tỏa Diệp Thần, gặp Diệp Thần ở hắn một kiếm này chém ra sau đó, lại vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích dáng vẻ, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn một kiếm này, cơ hồ dùng toàn lực. Hắn ngoài miệng, mặc dù xem thường Diệp Thần, nhưng mà không biết tại sao, Diệp Thần, lại là cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, tự mình nói tuyệt không muốn cho Diệp Thần lưu lại bất kỳ cơ hội. Lúc này, đối mặt vậy bốn đạo hình rồng kiếm mang, Diệp Thần con ngươi, cũng là hơi co rúm một cái. Triệu Xuân Võ một kiếm này cảnh giới võ đạo không thấp. Mặc dù còn không bằng Diệp Thần võ đạo ý vận. Nhưng, cái này Hoàng Long Vũ Thiên Kiếm, đã hoàn toàn bước chân vào thượng cổ vũ kỹ cảnh giới, hơn nữa, ở trên cao cổ võ kỹ bên trong, cũng coi là lên cùng. Triệu Xuân Võ, lại là đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới. Trần Nhất Đạt và Ngô Khắc Luân mặt lộ vẻ cười nhạt, khẽ gật đầu, tựa như đã thấy được huyết quang kia văng khắp nơi, Diệp Thần tứ chi, trực tiếp bị chém thành hư vô một màn. Triệu Xuân Võ một kiếm này, rất mạnh. Cho dù là bọn họ muốn tiếp cũng không có như vậy ung dung. Một cái thứ bảy thần quốc thái hư cảnh. Lại tới 100 cái Diệp Thần, cũng không có một tia một hào lực phản kháng. Mắt thấy, vậy bốn đạo kiếm mang, liền phải rơi vào Diệp Thần trên mình lúc. Diệp Thần, động. Mà ba người thấy vậy, nhưng là thiếu chút nữa bật cười. Bốn đạo kim long kiếm khí trước mặt. Diệp Thần lại là nhìn như tùy ý đánh ra một quyền. Thật đơn giản một quyền. Thậm chí, liền cực võ, trọng quyền vân võ, đều vô ích. Đây là đang khôi hài sao? Không biết sống chết, cũng phải có cái hạn độ chứ. Một quyền đánh ra, rõ ràng là phổ thông cực kỳ một quyền, nhưng là mang một loại lực hút vô hình. Nguyên bản, hướng Diệp Thần tứ chi chém tới kiếm mang, lại là tựa như bị nào đó loại vô hình hấp dẫn vậy. Đánh tới Diệp Thần trong quả đấm. Mọi người, đều là hơi sững sờ, cái này, là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Triệu Xuân Võ, sắc mặt chợt biến đổi. Một khắc kia, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cường đại lực lượng, hướng bốn phía đánh tới, núi đá văng tung tóe, gió lớn loạn cuốn. Trần Nhất Đạt, Ngô Khắc Luân, trên mặt châm chọc, cười nhạt, ngay tức thì đọng lại. Bọn họ thậm chí đều có chút không tin mình ánh mắt. Vậy bốn đạo kiếm mang, lại là bị Diệp Thần một quyền, trực tiếp đánh bể. Hơn nữa, Diệp Thần quyền, vẫn còn ở tiến về trước. Bốn đạo kiếm mang, thậm chí cũng không có để cho hắn thân hình, chút nào chậm chạp. Một phần vạn cái hô hấp sau đó, một quyền này liền đi tới Triệu Xuân Võ trước mặt. Cho ta chết à! Lúc này, Triệu Xuân Võ sắc mặt, đã hoàn toàn biến thành kinh hoàng,
chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được cái này nhìn thật là xem đứa nhỏ đánh nhau vậy, tiện tay đánh ra một quyền, ủng có kinh khủng dường nào lực lượng. Hắn cả người linh lực, không giữ lại chút nào chút xuống ra, long ngâm chấn thiên, kiếm quang hồi sinh. Ầm một tiếng vang thật lớn bên trong, xương máu bùng nổ, khí lưu nén, Triệu Xuân võ trình độ cao nhất một kiếm, lại là khoảnh khắc bể tan tành, một quyền này, rơi vào hắn đầu vai. Triệu Xuân võ cả người máu thịt xương cốt, ngay tức thì nổ tung, cả người giống như đạn đại bác vậy đảo phi nhi xuất, oanh nện ở vách núi bên trên, lại là trực tiếp khảm nạm ở cứng rắn vô cùng nham thạch bên trong, thoi thóp. Ngô Khắc Luân và Trần Nhất Đạt, gần như si ngu ngốc nhìn Triệu Xuân võ một mắt, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Lấy một cái thịt quyền, cứng rắn hãn cho dù ở ngồi gió các bên trong, đều là thuộc về võ kỹ cao cấp Hoàng Long Vũ Thiên Kiếm Diệp Thần. Ngay tức thì, bọn họ con người một hồi run rẩy. Chỉ gặp, Diệp Thần trên nắm tay, chỉ để lại một đạo chỉ một cái dáng dấp vết thương, hơn nữa còn đang bay nhanh khép lại. Ngay trước mắt, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Để cho bọn họ, thậm chí cảm thấy mới vừa rồi nhìn thấy bất quá là ảo giác. Diệp Thần thu hồi quả đấm, nhàn nhạt nói, không biết trời cao đất rộng. Có thể đi, nhưng là, đánh cho ta vẫn là hiểu một chút. Hắn cái này nhìn như thông thường một quyền, chỉ sở dĩ như vậy rung động, trên thực tế, Diệp Thần đã cơ hồ đem lần này bế quan thu hoạch, cũng bơm vào ở một quyền này bên trên. Cho nên, mới tạo thành cái này gần như kỳ tích một màn. Lần này hấp thu rất nhiều dị bảo, đặc biệt là thần nguyên máu tươi sau đó, Diệp Thần thân xác lực, tới một cái vô cùng rung động cao độ. Thậm chí, đều phải vượt qua phá thiên lực, có thể tăng phúc cực hạn. Hơn nữa, Diệp Thần hấp thu thần nguyên máu tươi, huyết mạch thăng hoa, nguyên bản, đã có chút không theo kịp hắn hôm nay thực lực công pháp, ở huyết mạch thăng hoa dưới tình huống, cho hắn mang tới biên độ tăng trưởng, giống vậy điên cuồng bạo tăng. Chỉ là trong lực lượng, liền có thể gia tăng một cái không thể tưởng tượng nổi con số. Một quyền này, lực tàn phá, trực tiếp có hình học lần chợt tăng à. Mấu chốt, hắn còn không có vận dụng lăng phong thần mạch à. Diệp Thần lúc ấy không có ra tay, chính là ở ẩn nhẫn. Đáng chết, thằng nhóc này, cũng quá mẹ hắn quỷ dị đi. Ngô Khắc Luân hét lớn, hắn sợ thật sợ. Lấy hắn thực lực, mặc dù có thể chiến thắng Triệu Xuân võ, thậm chí, giống vậy có thể một chiêu thắng chi, dẫu sao hỗn độn cảnh mỗi một cảnh giới, chênh lệch đều là cực lớn. Cho dù hắn là mới vừa vượt qua hỗn độn ba tầng thiên, mà Triệu Xuân võ, là tầng hai thiên đỉnh cấp, cũng không phải một tầng thứ. Nhưng là, tuyệt không phải xem Diệp Thần cái này loại nghiền ép à. Tùy ý một quyền nghiền ép. Cái này còn là người sao? Hơn nữa, cái này mẹ hắn cũng nhảy nhiều ít cảnh giới liền à. Đếm cũng đếm không hết à. Đây không phải là quái vật, cái gì là quái vật? Căn bản không phù hợp võ đạo thông thường à. Cổ tay hắn lộn một cái, nắm một thanh trường kiếm, đồng thời, một quả phù văn, ở hắn lòng bàn tay hiện lên, chính là nô lệ khắc. Ngô Khắc Luân có chút cứng đờ cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi không phải rất cuồng sao? Đừng quên, bên trong cơ thể ngươi còn có bổn công tử chồng khắc. Trần Nhất Đạt, trong tay cũng là nhiều một cái trọng kiếm, nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Có đầy tớ này khắc, liền có thể miễn cưỡng đem Diệp Thần thần hồn vặn diệt. À, Diệp Thần mỉa mai nhìn Ngô Khắc Luân, thần sắc sửng dưng, thanh liên diệt thiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Vậy ngươi ngược lại là phát động khắc này ấn à? Hắn ánh mắt nhỏ tránh, hiện tại hắn toàn lực ra tay dưới, chiến lực ở hỗn độn tầng 2 thiên trừng. Hơn nữa mới vừa rồi một quyền có chút chi nhiều hơn thu, bây giờ đối phó Ngô Khắc Luân, phải cẩn thận. Ngươi đừng tới đây. Ngô Khắc Luân, không khỏi được lui về phía sau một bước, đem trong lòng bàn tay phủ văn nhắm ngay Diệp Thần, thân thể cũng có chút hơi run. Tại sao? Tại sao Diệp Thần, hiện tại còn như vậy không lo ngại gì à? Nô lệ khắc, cho dù so hắn tu vi cao hơn mấy cái cảnh giới nhỏ, đều không cách nào chống cự mới đúng à? Nhưng mà hắn tại sao cảm thấy, khắc này ấn đối với Diệp Thần một chút dùng cũng không có? Thậm chí, đều có điểm không dám phát động. Làm sao? Diệp Thần trên gương mặt, hiện lên một chút nghiền ngẫm trước, không phải bởi vì không tìm được thần nguyên máu tươi. Giận cá chém thất tại ta,
tùy tiện thì phải dùng hơi thở đem ta cái này thứ bảy thần quốc người trấn giết sao? Đường đường thứ tư thần quốc yêu nghiệt, hiện tại làm sao ở ta trước mặt run rẩy? Ừ, nói thật nói cho ngươi, vậy tầng 7 huyết quang thần nguyên máu tươi chính là bị ta cầm đi, hơn nữa, còn bị ta hấp thu. Lúc này, Diệp Thần đã tới Ngô Khắc Luân trước người 5 bước vị trí. Ngươi lấy là ta có tin hay không? Ngô Khắc Luân sợ hãi, hoàn toàn bùng nổ, phát ra một tiếng thét chói tai, trong tay phủ văn ánh sáng lớn bắn. Đồng thời, vô cùng dâng trào, so với Triệu Xuân Võ, mạnh hơn lên gấp mấy lần, sình sệt đến cơ hồ đều phải ở trên không khí bên trong hóa thành chất lỏng linh lực, như nổi điên vậy bơm vào đến trường kiếm trong tay bên trong. Thừa phong trảm nguyên kiếm. Một kiếm chém ra, hư không văng tung tóe, vô tận lạnh như băng, sắc bén phong áp, tựa hồ từ u minh tới, Ngô Khắc Luân một kiếm này chém ra, thân hình vậy đi đôi với kiếm quang, ở trong hư không không ngừng chớp động. Kiếm ý kích động, tựa hồ có thể đem thiên địa bản nguyên chém là nghiền. Thừa phong trảm nguyên kiếm, chính là ngồi gió cửa trấn tông võ. So Hoàng Long Vũ Thiên Kiếm, cao hơn một tầng thứ. Nó không chỉ có, là một môn cao cấp kiếm pháp, đồng dạng là một môn cao cấp thân pháp. Kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp với nhau, hơn nữa quỷ dị, ác liệt vạn phần. Chết chết chết, chết gà. Ngô Khắc Luân. Lúc này đã xu hướng tại điên cuồng, không dùng, thật không dùng. Đầy tớ kia khắc, thật mất hiệu lực à. Làm sao có thể? Kết hợp Diệp Thần trước vậy một quyền khinh khủng, thật là, quỷ dị đến để cho nhân tâm để phát rét à. Phốc thử phốc thử phốc thử. Huyết quang chớp động, Diệp Thần thân thể, lại là bị mấy đạo kiếm quang, xuyên thủng mà qua. Ngô Khắc Luân, thần sắc vui mừng. Nhưng vào lúc này... Lăng phong thần mạch, lăng tiêu võ ý, cho ta mở ra. Một đạo hàm chứa vô cùng mãnh liệt thần tính uy áp chân võ ý, bộc phát ra, chợt đánh vào đầu óc hắn bên trên. Đi đôi với vậy thật võ ý, là sắp tới trình độ cao nhất, lạnh đến cực hạn một kiếm. Một kiếm, trực tiếp xuyên qua hư không. Một kiếm, trực tiếp chém ra trong hư không, Ngô Khắc Luân ngực. Âm một tiếng, tên này thứ tư thần quốc. Ngồi gió cửa đệ nhất thiên tài, mới vào hỗn độn ba tầng thiên cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền hóa thành xương máu, tiêu tán ở trong hư không. Diệp Thần chậm rãi thu kiếm, trên người kiếm tổn thương cực độ dữ tợn. Hắn cơ hồ yếu ớt, thậm chí giống như một cái người máu. Đây là hắn có thể làm được cực hạn. Giờ phút này, nếu như Trần Nhất Đạt lập tức đối với tự mình ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Thần đang đánh cuộc. Hắn dùng toàn lực đánh chết hai người, chính là muốn cho người thứ ba vô tận sợ hãi. Hắn tin tưởng, Trần Nhất Đạt không dám đối với tự mình ra tay. Loảng xoảng một tiếng, Trần Nhất Đạt trọng kiếm rơi xuống đất, nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng đăm đăm. Ngô Khắc Luân. Ở ngồi gió cửa, sáng lập vô số ghi chép Ngô Khắc Luân. Chỉ như vậy, bị người tùy ý một kiếm mất đi. Hắn không phải là không biết thiên mới có thể vượt cấp mà chiến, nhưng, Diệp Thần quá khoa trương. Ngô Khắc Luân cùng Triệu Xuân Võ, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, trên thực tế, hắn biết Ngô Khắc Luân cùng Triệu Xuân Võ, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Trần Nhất Đạt liền liền ý thức phản kháng, cũng không nhấc nổi liền à. Hắn thậm chí, không ngừng lầm bầm, đây không phải là thật. Không phải thật. Có lẽ... Đây đều là Huyễn Niệm Châu chế tạo ảo cảnh đâu. Có lẽ, hết thảy các thứ này, cũng không có phát sinh đâu. Có thể làm hắn, đối với Diệp Thần vậy lạnh như băng con người lúc đó, nhưng là cả người run lên, ngay tức thì trở về thực tế. Bất kỳ ảo cảnh, cũng không thể xuất hiện như vậy khủng bố, như vậy làm người sợ hãi trong mắt. Phốc thông một tiếng, Trần Nhất Đạt trực tiếp ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Hắn thất thanh khóc lóc nói, Diệp công tử, ta sai rồi, đều là ta sai, ta không nên làm nhục ngài, không nên xúc phạm ngài, cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Diệp Thần mắt nhìn xuống Trần Nhất Đạt, cười được vô cùng tà tính, để cho người nhìn, cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh tà tính. Trần Nhất Đạt nhìn Diệp Thần nụ cười, run rẩy lợi hại hơn. Hắn lắp bắp nói, Diệp công tử, ta là thứ nhất thần quốc Khổng công tử phụ thuộc. Vạn Pháp Tông Khổng Thiên công tử, ngài biết không? Ta lần này tiến vào bí cảnh,
là vì giúp Khổng công tử làm việc, cho nên, ngài không thể giết ta. Vừa nói, Trần Nhất Đạt run rẩy lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái lỗ chữ. Đây là Khổng công tử, cho bọn thuộc hạ lệnh bài, có đưa tin công hiệu, ngài giết ta, Khổng công tử sẽ biết. Làm việc, Diệp Thần nhiều hứng thú đánh giá Trần Nhất Đạt, cũng không vội trước động thủ. Ách, Trần Nhất Đạt lặng lẽ nhìn một cái cơ hồ ở bên bờ tử vong Triệu Xuân Võ, có chút do dự nói ta. Ta nhưng thật ra là nằm vùng, vì là hướng Khổng công tử, báo cáo chúng ta thứ tư thần quốc, ở trong bí cảnh thu hoạch. Thuận lợi, Khổng công tử ra tay cướp đoạt. Cái này Khổng công tử, rất mạnh. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cướp đoạt thứ tư thần quốc thu hoạch. Cái này thật giống như không phải người bình thường có thể làm được chứ. So Ngô Khắc Luân mạnh một ít, Trần Nhất Đạt trong mắt, thoáng hiện một chút hy vọng. Khổng tiên Khổng công tử, tu vi đã đạt đến hỗn độn ba tầng thiên rất lâu rồi. Nghe nói, hắn thực lực chân thật, không cách nào dự liệu. Trần Nhất Đạt nói xong, khẩn trương nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần, chính là yên lặng, Trần Nhất Đạt trong lòng, phốc thông, thật nhanh nhúc nhích. Đột nhiên, Diệp Thần thở dài một tiếng nói, nếu, ngươi là Khổng công tử người, vậy cũng không có biện pháp. Trần Nhất Đạt nghe vậy, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, hướng về phía Diệp Thần dập đầu nói, đa tạ Diệp công tử, đa tạ Diệp công tử. Nói chuyện bây giờ, lại là lấy tay hung hăng phiến mình mặt. Mặt hắn thậm chí xuất hiện huyết ấn. Đây là cầu sinh bản năng. Chỉ cần có thể sống sót, khuất nhục lại coi là cái gì. Bất quá, Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi, muốn trước trả lời ta mấy vấn đề, nếu như đáp đúng, ngươi có thể đi. Trần Nhất Đạt nuốt nước miếng một cái nói, vấn đề gì? Một thêm một, tương đương với mấy? Trần Nhất Đạt ngây ngẩn nói, hai. Không sai. Trần Nhất Đạt vô cùng mừng rỡ, đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên bây giờ, vô số tản ra cực mạnh hơi thở châm cứu xông ra. Trực tiếp đâm vào Trần Nhất Đạt huyệt vị bên trong. Lại là một đạo quỷ dị trận pháp. Rồi sau đó, luân hồi mộ địa vang lên thương cổ y thần thanh âm, thằng nhóc, chính là hiện tại. Diệp Thần hơi thở điều chỉnh xong, một đoàn ngọn lửa cháy nơi tay tim, đan điền linh lực lần nữa thiếu hụt, chợt hướng về phía Trần Nhất Đạt oanh đánh một quyền. Một quyền, hung hăng đập vào Trần Nhất Đạt mặt bên trên. Trần Nhất Đạt kêu thảm một tiếng. Máu loãng cùng thịt vụn tung tóe, một quyền này lại là trực tiếp đem Trần Nhất Đạt nửa gương mặt, đánh bể, còn sót lại máu thịt, rũ treo, máu tươi cuồng lưu. Đau đớn, cơ hồ đều phải đem Trần Nhất Đạt thần hồn, chìm ngập. Hắn bụng mặt, dùng còn dư lại một con mắt, kinh hoàng cực kỳ nhìn Diệp Thần, hàm hồ không rõ hỏi là. Tại sao đánh ta, ta không phải, đáp đúng sao? Diệp Thần cười, cười được bộc phát tà tính. Ngươi! Là đáp đúng. Nhưng mà, ta đánh ngươi, cần lý do sao? Trần Nhất Đạt, sợ hãi lui về phía sau trước mắt tên nam tử này tử, thật là, chính là ác ma à? Đây là, Diệp Thần lại là cười một tiếng nói, chó gọi thế nào? Trần Nhất Đạt, do dự một lát sau, vẫn là bắt trước chó sủa nói, vũng, gâu gâu gâu. Thật là một cái chó giỏi. Diệp Thần cười được, càng sáng lạn hơn. Thân hình hắn chợt động một cái, tránh tới Trần Nhất Đạt trước người, một quyền đánh vào Trần Nhất Đạt trên bụng, vô tận cự lực phun trào, lại là trực tiếp, đem hắn bụng, đánh xuyên. Diệp Thần mang mỉm cười nói, đáng tiếc, trả lời được quá chậm, ngươi là muốn ở ta trước mặt lười biếng sao? Phốc! Trần Nhất Đạt khạc ra búng máu tươi lớn, nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ oán độc. Hắn bây giờ nơi nào còn không nhìn ra? Diệp Thần căn bản không có thả qua hắn dự định, là muốn điên cuồng trả thù mình à. Hắn muốn phản kích, nhưng phát hiện mình đan điền linh lực bị phong tỏa. Hắn chợt cúi đầu vừa thấy, trên người châm cứu lại là thương cổ phong linh trận. Thứ bảy thần quốc thương cổ y thần thuật. Ở toàn bộ thần quốc bản đồ, thứ bảy thần quốc có tên của 5 người từng vang khắp mặt đất. Một người trong đó, chính là thương cổ y thần. Trần Nhất Đạt thậm chí phát hiện Diệp Thần yếu ớt. Nếu như mới vừa rồi không bị sợ hãi bao trùm, có lẽ hắn có thể dễ như trở bàn tay chu diệt Diệp Thần. Nhưng, hiện tại không còn kịp rồi. Thật là đáng sợ ẩn nhẫn năng lực cùng với tiềm lực.
thần quốc chẳng lẽ thời tiết muốn thay đổi? Ngươi, Khổng công tử, sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ. Diệp Thần âm xâm xâm nhìn Trần Nhất Đạt nói, ta để cho ngươi nói chuyện. Lại là một quyền, trực tiếp đem Trần Nhất Đạt bị thương nặng. Thậm chí kinh mạch nổ tung. Đây là Diệp Thần là mấy ngày đó báo thù. Hả 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 hả. Bổn công tử, đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe gặp. Hả hả hả. Thời khắc này Trần Nhất Đạt trong miệng đều là máu tươi, làm sao trả lời. Ta kêu ngươi trả lời, ngươi ở quỷ kêu. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một cái bí mật, ta là luân hồi đứng đầu. Các ngươi tín ngưỡng thần. Một khắc sau, Trần Nhất Đạt trong mắt dữ tợn, cực độ kinh hoàng. Luân hồi đứng đầu. Nếu là lúc trước hắn không tin, nhưng là hiện tại tin. Bởi vì, tiềm lực như thế, vừa có thể ở chỗ này thu hoạch nhiều như vậy chí bảo. Chỉ có thể là luân hồi đứng đầu. Một quyền lại một quyền. Diệp Thần mang sát ý kia nụ cười, không biết đập ra nhiều ít quyền. Rất nhanh, Trần Nhất Đạt liền bị Diệp Thần hoàn toàn đập thành một đạo xương máu. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Một đạo đạm bạc hư ảnh, đột nhiên từ máu kia xương mù bên trong, phiêu bay ra. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, gần như thực chất thần niệm lực, hóa thành một đạo màu xám trắng bàn tay, đem Trần Nhất Đạt hồn phách, chộp được trong tay. Diệp Thần lấy ra một cái đen nhánh chai nhỏ, hướng về phía phát run thần hồn, mỉm cười nói, tên này là Dung Hồn Bình, là ta từ một người phụng ma người trong tay lấy được, đối với hỗn độn cảnh võ giả thần hồn cũng có tác dụng. Tác dụng gì chứ? Chính là, một chút xíu hòa tan thần hồn của ngươi, loại cảm thụ đó, so đem ngươi thể xác hòa tan, còn muốn sảng khoái dù sao cũng lần chứ. Ngươi trước đã từng nói, muốn giáo huấn ta cho ngươi thời gian. Thần hồn của ngươi bị hoàn toàn hòa tan, cần hơn 10.000 năm, ngươi có chính là thời gian, dạy bảo ta không phải sao. Dứt lời, trực tiếp đem Trần Nhất Đạt hồn phách nhốt vào Dung Hồn Bình bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn nhìn một cái Triệu Xuân Võ, lúc này, Triệu Xuân Võ đã hoàn toàn chết. Hắn đem mấy người binh khí, túi đựng đồ thu hồi, nhìn khắc kia trước lỗ chữ lệnh bài một mắt, hung hăng một cước, đưa lệnh bài đạp được nghiền. Rồi sau đó, thân hình động một cái, đứng ở trong hư không. Một cổ cường đại thần tính hơi thở, hướng bốn phía lan đi. Mỗi tương ứng thần tính hơi thở, chạm được ẩn núp chi trung thần nguyên dị bảo lúc đó, liền sẽ sinh ra một cổ mãnh liệt đồng tình. Diệp Thần trên gương mặt, vui mừng bộc phát đậm đà. Hấp thu thần nguyên máu tươi sau đó, Diệp Thần có thể cùng những thần kia nguyên dị bảo, sinh ra cộng minh phạm vi, đâu chỉ tăng cao trăm lần. Như vậy thứ nhất, hắn thậm chí có lòng tin, đem thần nguyên trong bí cảnh, 95% dị bảo bỏ vào trong túi. Hắn ánh mắt không ngừng chớp động, lẩm bẩm, Khổng Thiên. Hỗn độn ba tầng thiên, xem ra, phải thật tốt tăng lên một phen thực lực. Lần này tuy giết một người mới vào hỗn độn ba tầng thiên, nhưng cuối cùng là mượn Lăng Phong thần mạch lực lượng cùng với người khác đối với mình khinh thị, chỉ cần bất kỳ một người nào khâu bị lỗi, ta cũng hẳn phải chết. Quá mạo hiểm. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng như cũng bị đỏ xanh ánh sáng vần quanh, một cổ vô cùng đặc thù hơi thở phun trào. Tiểu Hoàng, có thể phải làm khó ngươi mấy ngày, vốn muốn cho ngươi ở chỗ này chịu đựng lôi kiếp. Bây giờ nhìn lại, ngươi lôi kiếp có thể sẽ dẫn một số người tới đây, nơi này quá nguy hiểm, ta phải cố gắng đột phá chảm ách mới được. Dứt lời, trực tiếp hướng một phương hướng, bay đi. Rơi vào một cây đại thụ trước, một quyền đánh ra, đem thân cây hoàn toàn nổ, lấy đi núp ở trong cây một đoàn màu thủy lam vầng sáng, thân hình động một cái, không ngừng chạy chút nào tiếp tục hướng một cái hướng khác đi. Thần nguyên trong bí cảnh, một nơi mây mù vòng trên vách đá. Một người mặc bạch bào, màu da trắng nõn, tướng mạo dịu dàng, khí chất nho nhã, quanh thân tản ra loãng màu vàng nhạt thần vận nam tử, mặt đang mỉm cười nhìn trước người một đám người. Ở chàng trai sau lưng, còn đứng bốn tên mặc thống nhất áo bào đen, sắc mặt nặng lạnh, không có một chút thừa thần sắc thanh niên. Cái này bốn người, trên mình giống vậy tản ra màu vàng thần vận. Màu vàng thần vận, chính là thứ nhất thần quốc thần vận hơi thở. Mà đứng ở nơi này chút thứ nhất thần quốc người đối diện, bị buộc đến bên vách đá duyên, có 7-8 người, những người này, trên mình thì tản ra màu đỏ nhạt thần vận,
chính là thứ ba thần quốc người. Những thứ này thứ ba thần quốc người, tu vi thấp nhất cũng ở đây hỗn độn nhất tầng thiên. Mà tu vi cao nhất một người tóc trắng nam tử, lại là tu vi hỗn độn ba tầng thiên. Ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, cũng coi là một cổ khá là cường đại thế lực. Có thể hiện tại, những thứ này thứ ba thần quốc người, trên mình cũng hoặc hơn hoặc thiếu bị thương, hơn nữa từng cái trong mắt cũng lóe lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Tên kia hỗn độn ba tầng thiên tóc trắng nam tử, sắc mặt trắng bệch, thậm chí một cái tay cũng đã gãy. Hắn chặt chẽ cắn răng, nhìn về phía trước mặt nho nhã nam tử, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hướng về phía vậy nho nhã nam tử khàn khàn gầm nhẹ nói. Khổng tiên, chúng ta giàu gì đều là thần quốc người, các người thứ nhất thần quốc cùng chúng ta thứ ba thần quốc, xưa nay không có cửu oán, thật phải làm được tận tuyệt như vậy sao? Có thể hay không cho ta La Quyền một cái mặt mũi? Thả chúng ta rời đi, ta bảo đảm chuyện này chúng ta thứ ba thần quốc, sẽ không truy cứu, cũng sẽ không chuyển giao ra ngoài. Lúc này La Quyền, giống như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh giống như dã thú. Mà tên kia nho nhã nam tử, chính là thứ nhất thần quốc Vạn Pháp Tông Khổng Tiên. Cho ngươi cái mặt mũi. Khổng Tiên khẽ mỉm cười, nhìn như vô cùng ôn hòa. Nhưng mà, hắn ánh mắt, nhưng lạnh vô cùng. Ngươi La Quyền, là thứ gì, cũng xứng để cho ta Khổng Tiên cho ngươi mặt mũi. Ngươi, La Quyền mắt chừng sắp nứt, Khổng Tiên. Ngươi lại dám công khai cướp đoạt cái khác thần quốc võ giả lấy được thần nguyên dị bảo. Ngươi lấy là ra cái này bí cảnh, tất cả đại thần quốc sẽ đối với này ngồi yên không để ý đến sao. Đừng quên, các nước đều có thần minh. Còn có vậy nắm trong tay bảy đại thần quốc thiên đạo cung. Khổng Tiên cân nhắc nhìn La Quyền, cười nói thiên đạo cung. Ngươi nói đúng Hiên Viên Mặc Tà, những năm này... Người biết tại sao thiên đạo cung thường xuyên đối với 5-6-7-3 vị thần nước chọn lựa thủ đoạn, mà chưa bao giờ đối với thứ nhất thần quốc động thủ sao? Bởi vì là thứ nhất thần quốc có Diệp gia di chỉ. Hắn không dám đối mặt với ban đầu Diệp gia, vậy không dám đối mặt với thứ nhất thần quốc. À, đúng rồi, Hiên Viên Mặc Tà hẳn còn không xảy ra thiên đạo cung đi, năm đó Diệp gia vị kia, kiếm tôn còn có rất nhiều cường giả cấm chế có thể không hoàn toàn tiêu tán nha. Cuối cùng, các ngươi nếu như toàn chết, không liền không có ai biết sao. Một khắc sau, Khổng Tiên nụ cười, hoàn toàn biến mất, hắn mặt không thay đổi nhìn thứ ba thần quốc mọi người, tựa như bọn họ đã là người chết vậy. Cầm bọn họ, giết hết. Khổng Tiên sau lưng bốn tên nam tử nghe vậy, cung kính kêu, ưng. Một khắc sau, bốn đạo vô cùng cường hãn hơi thở, bộc phát ra. Cái này bốn người, một người hỗn độn tầng hai thiên cảnh. Ba người hỗn độn ba tầng thiên cảnh, lại đều là thực lực vô cùng kinh khủng cường giả. Bốn đạo thân ảnh chớp mắt, liền hướng thứ ba thần quốc mọi người nhào tới, giống như hổ nhập bầy cừu vậy. Từng tiếng kêu thảm thiết, ở trên vách đá vang vọng, thứ ba thần quốc một đám võ giả, lại là liền chạy thục mạng cơ hội cũng không có, liền rối rít chết thảm ở bốn người hạ. Chỉ chốc lát sau, trên vách đá, đã là một phiến đỏ tươi, thi thể đầy đất. Bốn tên thanh niên, rất nhanh liền đem thứ ba thần quốc mọi người túi đựng đồ, giao cho Khổng Tiên trong tay. Khổng Tiên đảo qua túi đựng đồ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thu hoạch rất lớn. Đây là, một người trong đó đột nhiên khẽ nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một quả lệnh bài, đưa cho Khổng Tiên nói, công tử, ngài an bài vào thứ tư thần quốc người, thật giống như xảy ra chuyện. À, Khổng Tiên nhận lấy lệnh bài, hơi nhắm mắt. Thần niệm tràn vào trong đó, đứt quãng hình ảnh lóe lên. Cơ hồ không tiếng động. Bất quá, Trần Nhất Đạt bị Diệp Thần giết chết, cùng với cuối cùng lệnh bài kia bị Diệp Thần một cước đạp bể hình ảnh, vẫn là hiện lên hắn trong đầu. Ha ha, Khổng Tiên cười lạnh một tiếng, thứ bảy thần quốc võ giả. Có chút ý tứ, bổn công tử, phải tạm thời bế quan một đoạn thời gian, mấy người các ngươi mang người bên dưới, đem thằng nhóc này tìm ra, giết, ừ. Truyền ta ra lệnh tới tất cả đại thần quốc, nếu là có người, có thể đem thằng nhóc này mang đến gặp ta mà nói, bổn công tử có thưởng. Trực giác nói cho ta, tiểu tử này trong tay chắc có không thiếu thứ tốt. Bốn người nghe vậy, khom người lĩnh mệnh nói, cần tuân công tử mệnh lệnh. Sau đó thân hình chớp mắt, biến mất. Mà Khổng Tiên, chính là đi tới dưới vách núi một nơi thiên nhiên nham động bên trong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất,
vung tay lên, mấy đạo hoa quang liền hiện lên trước người, đem toàn bộ hang động cũng chiếu được giống như ban ngày. Khổng Tiên khẽ mỉm cười nói, xem ra, bổn công tử thực lực lại có thể có nơi tiến bộ. Ba ngày sau, Diệp Thần ngồi xổm nằm ở một nơi bụi cây bên trong, ở hắn trước mắt, mấy tên võ giả bóng người chợt lóe lên, xem thần sắc của bọn họ, hiển nhiên là đang tìm cái gì. Diệp Thần biết, bọn họ đang tìm không phải dị bảo, mà là mình. Cái này ba ngày qua, hắn đã gặp phải đếm sóng võ giả. Hắn sắc mặt nặng nề, xem ra hắn vẫn là có chút đánh giá thấp cái này Khổng Tiên ở thần nguyên trong bí cảnh sức ảnh hưởng. Người này, lại liền cái khác thần quốc võ giả, cũng có thể điều khiển. Mặc dù, cái này Khổng Tiên hẳn hứa hẹn một vài chỗ tốt, nhưng, cho dù hứa hẹn chỗ tốt, cũng phải cần có thực lực mới có thể phục chúng. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, lẩm bẩm, xem ra, lại phải bế quan một phen. Tình hình dưới mắt, càng ngày càng gay gắt, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, đều có chút nguy hiểm. Cái này ba ngày qua, hắn lại góp nhặt không thiếu thần nguyên dị bảo, lần này bế quan, thực lực hẳn có thể lần nữa đột phá. Hắn trên mặt, mang một chút lạnh như băng nụ cười. Ha ha, muốn bắt hắn. Lập tức, chính là hắn phản kích lúc. Một nơi trên núi hoang, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba người, hai cô gái một nam, trên mình đều là tản ra nhàn nhạt màu xanh lá cây thần vận. Bất ngờ chính là thứ bảy thần quốc võ giả. Một người trong đó, chính là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm lúc này tu vi, không ngờ đột phá. Mà hai người khác hơi thở, cũng là cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, bọn họ ở nơi này trong bí cảnh có kỳ ngộ gì. Nhưng lúc này, Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, lại là không có gì vui mừng, ngược lại, một phiến âm trầm. Bởi vì, nàng biết, Diệp Thần bị Khổng Tiên theo dõi. Đồ Lan Tâm bên cạnh hai người khác, nam, tên là Kim Sương, nữ tên là Lạc Thi Thi. Lạc Thi Thi, đồng dạng là thứ bảy thần quốc người bảo vệ hậu duệ. Mà Kim Sương, chính là Lạc Thi Thi xem trọng thiên tài. Kim Sương, mặc dù không xem Diệp Thần như nhau, ở thứ bảy thần quốc thanh danh cực thịnh một thời, nhưng, hắn nhưng đến từ thứ bảy thần quốc một cái ẩn núp thế lực bên trong. Khi tiến vào thần nguyên bí cảnh trước, liền có nửa bước hỗn độn cảnh thực lực. Lần này thứ bảy thần quốc tiến vào thần nguyên bí cảnh, cộng thêm Diệp Thần, tổng cộng cũng chỉ 5 người thôi. Thứ bảy thần quốc võ giả, ở nơi này trong bí cảnh, cơ hồ là người người có thể khi dễ đối tượng, ban đầu, các nàng mấy người, đều cùng Diệp Thần kém không nhiều, vô cùng cẩn thận hành động trước. Khá tốt, vận khí của các nàng cũng coi như không tệ, ba người lại là rất nhanh. Đụng nhau, hơn nữa, tiến vào một nơi thần nguyên hơi thở, cực kỳ đậm đà hang bên trong. Ba người, ở trong đó tu luyện một tháng thời gian, thực lực đều là bạo tăng. Đây là, Lạc Thi Thi không nhịn được nhướng mày nói, Lan Tim, ngươi thật phải giúp thằng nhóc kia. Thằng nhóc này, mặc dù và chúng ta giống vậy đến từ thứ bảy thần quốc, nhưng là hắn lại không đầu óc đến trêu chọc thứ nhất thần quốc người. Người như vậy, còn có cứu cần thiết sao? Người như vậy, có thể gánh vác thứ bảy thần quốc tương lai sao? Huống chi, Khổng Tiên thân phận là chúng ta tuyệt đối không chọc nổi. Sau lưng hắn đại biểu cái gì, người hẳn so ta rõ ràng hơn. Đồ Lan Tâm trầm mặc, mắt đẹp bên trong, là nồng nặc chán nản cùng thất vọng. Nàng khi tiến vào thần nguyên bí cảnh trước, rõ ràng đã dặn dò qua Diệp Thần, để cho hắn phải khiêm tốn, sống sót mới là trọng yếu nhất. Có thể Diệp Thần đâu? Lại một chiêu chọc, liền chọc phải Khổng Tiên. Khổng Tiên, có thể nói là cái này thần nguyên bí cảnh nhất không chọc nổi tồn tại à? Diệp Thần, chẳng lẽ quên mình đã đáp ứng nàng cái gì không? Chẳng lẽ quên, trên người mình còn gánh vác cứu thần quốc trách nhiệm nặng nề sao? Nhưng, nàng nhưng không muốn buông tha Diệp Thần. Liền chính nàng, đều có chút không nói ra được tại sao. Nàng mặc dù thất vọng, nổi nóng. Có thể nàng hiện tại chỉ muốn tìm Diệp Thần, đem hắn mang tới nơi an toàn, sau đó hung hãn dạy bảo hắn dừng lại. Mà không phải là, để mặc cho Diệp Thần tự sanh tự diệt. Kim Sương nghe vậy, sắc mặt nhưng là khá là khinh thường, thậm chí, còn giấu giếm một chút oán hận. Hắn ở trong thần quốc, cũng đã nghe nói qua Diệp Thần danh tiếng. Bất quá, nhưng chỉ là khịt mũi coi thường mà thôi. Ẩn núp thế lực.
thường thường so thần quốc một nhóm thế lực, càng cường đại hơn. Kim Xương Thân là ẩn núp thế lực truyền nhân, tự nhiên cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Thứ bảy thần quốc thanh niên thứ nhất yêu nghiệt. Ở Kim Xương xem ra, nếu như tự mình ra tay mà nói, Diệp Thần, chỉ sẽ bị hắn tiện tay nghiền ép thôi. Có thể hiện tại, cái này Diệp Thần mình tìm chỗ chết, Đồ Lan Tâm lại muốn hắn Kim Xương bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi giúp hắn, cứu hắn, cho hắn lau cái mông. Cái này mẹ hắn là cầm Diệp Thần xem được so mình quan trọng hơn. Hắn Kim Xương, không phục. Kim Xương mặc dù không có nói gì, nhưng là trong mắt, u quang lóe lên. Có cơ hội, nhất định phải để cho cái này gọi là làm Diệp Thần tiểu tử, chết được không thể chết lại. Lạc Thi Thi thuở nhỏ liền cùng Đồ Lan Tâm biết, đối với chị em này, nàng coi như vô cùng rõ ràng. Gặp Đồ Lan Tâm yên lặng không nói, nàng khẽ thở dài một tiếng, biết Đồ Lan Tâm là thật xuống quyết tâm, phải cứu Diệp Thần. Mà Đồ Lan Tâm, một khi xuống quyết tâm, thì không phải là như vậy dễ dàng có thể thay đổi. Thậm chí có thể nói, không thay đổi được. Lạc Thi Thi, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, cái này Diệp Thần rốt cuộc là người nào. Có thể để cho Đồ Lan Tâm, ở gặp được Kim Xương sau đó, hay là đối với hắn như vậy coi trọng. Một mảnh đất hạ nham động bên trong, một đạo chàng trai bóng người, núp ở hắc ám bên trong, mà hắn quanh thân, nhưng luôn luôn thoáng qua một đạo quang hoa, ánh ra nam tử này khuôn mặt. Tên nam tử này tử, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hắn ở nơi này nham động bên trong, đã bế quan một tháng. Nham động ra, ba cái bóng người chớp mắt. Chính là Đồ Lan Tâm ba người. Lúc này, nham động bên ngoài, bố trí một đạo ảo trận, nhưng là Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, nhưng là lóe lên nồng nặc vui mừng. Rốt cuộc tìm được. Nàng biết, Diệp Thần, ngay tại nham động bên trong, có giống nhau thần vận hơi thở, ở trong phạm vi nhất định, là có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần tựa hồ đang bế quan. Đồ Lan Tâm sau một hồi trầm ngâm, liền đối với hai người khác nói, Diệp Thần hiện tại đang bế quan bên trong, chúng ta trước trốn một bên, cùng hắn xuất quan. Lạc Thi Thi gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên gian, ba người đều là thần sắc biến đổi. Cách đó không xa, vang lên một loạt tiếng bước chân, hơn nữa, thật nhanh hướng nơi này đến gần. Rất nhanh, thì có xấp xỉ 20 tên võ giả, đi tới cái này nham động ra. Cái này 20 tên võ giả, cả người thần vận mỗi người không giống nhau, lại đến từ mỗi cái thần quốc đều có. Cầm đầu một người nam tử, mặt mũi anh tuấn, khí vũ hiên ả, cả người áo xanh, mày kiếm nhập tấn, vóc người cao ngất cao lớn. Trong tay hắn, nắm một chuôi trang sức hoa lệ ô sao trường kiếm, mặt mũi lãnh ngạo. Tên nam tử này tử, rất mạnh. Mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tên nam tử này tử trên mình, tản ra nhàn nhạt màu xanh lá cây thần vận. Hắn lại đến từ thứ bảy thần quốc. Đồ Lan Tâm cùng ba người, thấy tên nam tử này tử, đều là mặt hiện vui mừng. Lạc Thi Thi hướng về phía tên kia nam tử cười nói, Đức Huy, lại là ngươi. Tên nam tử này tử, liền là tới từ thứ bảy thần quốc cuối cùng một người người bảo vệ, Trịnh Đức Huy. Trịnh Đức Huy, lúc này cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, hướng về phía Lạc Thi Thi gật đầu một cái nói, Thi Thi. Kim Xương cũng là mỉm cười hướng về phía Trịnh Đức Huy thi lễ nói, Trịnh Huynh. Trịnh Đức Huy cười chúm chím tỏ ý, bất quá, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Đồ Lan Tâm, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, cùng ẩn núp tham lam. Đồ Lan Tâm gặp hắn xem ra, cũng là khẽ gật đầu nói, Đức Huy, thật lâu không gặp. Trịnh Đức Huy, thuở nhỏ liền thích Đồ Lan Tâm. Hai người quan hệ, vậy coi như không tệ, chỉ là, Đồ Lan Tâm vẫn luôn lạnh như băng, đối với người nào cũng một bộ lãnh đạm hình dáng, tựa hồ, căn bản không có phương diện kia ý tưởng, để cho Trịnh Đức Huy một mực không thể nào ra tay. Bất quá rất nhanh, Trịnh Đức Huy lại là nhướng mày một cái, hắn nhìn về phía vậy đạo nham động, ánh mắt lóe lên. Đồ Lan Tâm thấy vậy, mắt đẹp bên trong, không khỏi được dâng lên dùng cả mình, tại sao Trịnh Đức Huy sẽ cùng cái khác thần quốc võ giả, chung một chỗ. Hơn nữa, nhìn như, một bộ khí thế hung hăng hình dáng. Trong lòng nàng, mơ hồ có một loại vô cùng là dự cảm xấu. Đồ Lan Tâm đột nhiên mở miệng nói, Đức Huy, những người này là ai?
Trịnh Đức Huy cười một tiếng nói, bọn họ cũng thủ hạ ta. Thủ hạ. Đồ Lan Tâm Nga Mi, nếp nhăn được sâu hơn. Ha ha, Trịnh Đức Huy trên khuôn mặt anh Tuấn, hiện lên vẻ đắc ý nói. Lan Tim, ta đã đầu phục Khổng công tử, người yên tâm, mặc dù cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, mạo phạm Khổng công tử, tội đáng chết vạn lần, nhưng, Khổng công tử đối với ta nhưng là vô cùng là thưởng thức. Thậm chí, còn phân phối thủ hạ cho ta. Chỉ cần, chúng ta đem Diệp Thần giao cho Khổng công tử, tuyệt sẽ không giận cá chém thất tại chúng ta. Đồ Lan Tâm cùng Lạc Thi Thi nghe vậy, đều là mặt đẹp một trắng. Các nàng chuyện lo lắng nhất, xảy ra. Trịnh Đức Huy, lại là thật đầu phục Khổng Tiên. Vì đạt được Khổng Tiên hảo cảm, thậm chí, còn muốn bán đứng mình thần quốc người. Hơn nữa, để cho các nàng chán ghét phải, Trịnh Đức Huy lại vẫn lấy này làm hãnh diện. Chỉ có Kim Sương, ánh mắt hơi chớp động, trong mắt tựa hồ nổi lên vẻ vui mừng. Nhìn Đồ Lan Tâm thần sắc, Trịnh Đức Huy mặt mũi, đột nhiên âm trầm xuống nói, Lan Tim, người tại sao lại ở chỗ này? Đồ Lan Tâm ngưng mắt nhìn Trịnh Đức Huy, nhưng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, Đức Huy, ta trước, cho tới bây giờ không có đối với người yêu cầu qua cái gì, hiện tại, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Trịnh Đức Huy trong con ngươi, dâng lên một hồi u quang nói, giúp cái gì? Mang người ngươi, rời đi. Đồ Lan Tâm nhẹ nhàng nói, thậm chí, giọng bên trong, mang theo vẻ cầu khẩn mùi vị. Vốn là, lấy tính nàng, là tuyệt sẽ không cầu người. Huống chi, là đối mặt Trịnh Đức Huy cái này chồng, để cho nàng nôn mửa người. Nhưng mà, nàng biết, Trịnh Đức Huy, bây giờ là Diệp Thần hy vọng duy nhất, nếu như, Trịnh Đức Huy không mang theo người rời đi, Diệp Thần, nhất định phải chết. Cho dù, nàng có thể chống đỡ Trịnh Đức Huy, còn dư lại vậy 20 cái võ giả, làm thế nào? Những cái kia võ giả, cũng không một người yếu à. Tu vi thấp nhất, đều có hỗn độn tầng 2 thiên. Thậm chí, còn có mấy tên trong hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Trịnh Đức Huy sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Đồ Lan Tâm, hắn rõ ràng Đồ Lan Tâm tính cách, cho nên, hơn nữa rung động. Đồ Lan Tâm, nhưng mà như vậy đến chết, cũng không biết cầu người trong trẻo lạnh lùng tính cách à. Hiện tại, lại vì một cái nhất định phải chết phế vật, cầu mình. Ngay sau đó, hắn cười, âm lãnh cười. Hắn chỉ một cái vậy bị ảo trận ngăn che nham động cổng vào nói, Lan Tim, cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, có phải hay không ở bên trong? Đồ Lan Tâm, yên lặng. Trịnh Đức Huy trong mắt, hơn nữa lạnh như băng. Được a, Đồ Lan Tâm, thật tốt à, ngươi là ở bảo vệ cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử. Thậm chí, còn muốn xin tha cho hắn. Chúng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cho tới bây giờ không gặp qua ngươi cầu qua người bất kỳ. Hiện tại, lại muốn vì cái thằng nhóc này, cầu tha thứ. Đồ Lan Tâm, ta những năm này, vì ngươi trả giá nhiều ít, ngươi không phải không biết chứ. Nhưng mà, ngươi vẫn đối với ta vô cùng lãnh đạm, ta cho là ngươi tính cách chính là như vậy, bây giờ nhìn lại, ta sai rồi, sai vô cùng. Hắn thần sắc, chợt dữ tợn, giận dữ hét, ngươi có phải hay không thích cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử. Ta liền kỳ quái, một cái thái hư cảnh phế vật, bất quá, là có chút hư danh thôi, mà lấy ngươi ánh mắt, lại nguyện ý mang hắn tiến vào cái này thần nguyên bí cảnh. Hiện tại, ta cũng hiểu. Đồ Lan Tâm nghe vậy, mặt đẹp bên trên dâng lên một tầng hàn sương, phẫn nộ quát Trịnh Đức Huy. Câm miệng của ngươi lại, ngươi buồn nôn, không muốn lấy là tất cả mọi người, đều giống như ngươi như vậy buồn nôn. Ta sở dĩ mang Diệp Thần tiến vào thần nguyên bí cảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú. Là bởi vì là, hắn là thứ bảy thần quốc hy vọng. Buồn nôn, ha ha. Trịnh Đức Huy mỉa mai nhìn Đồ Lan Tâm nói, vậy, ngươi nói cho ta. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ một cái đứng ở một bên Kim Sương nói, nếu như Kim Sương, bị Khổng Tiên đuổi giết, ngươi còn sẽ đứng ở chỗ này, bảo vệ hắn sao? Ta! Đồ Lan Tâm nghe vậy, hơi sững sờ, trong chốc lát, lại là không nói ra lời. Nếu như Kim Sương bị đuổi giết, nàng sẽ như vậy bảo vệ Kim Sương sao? Tự nhiên, là sẽ không. Liền chính nàng, cũng có chút không hiểu, nàng thật sự là vì thần quốc, mới như thế bảo vệ Diệp Thần sao? Có lẽ, mặc dù nàng không muốn thừa nhận,
nhưng sớm ở tông môn khảo hạch lúc đó, nàng liền đối với cái này vô cùng kiêu ngạo, xuất sắc nam tử có chút hiếu kỳ. Nàng không biết tại sao, rất muốn thấy được Diệp Thần bước lên thần quốc đỉnh cấp một khắc. Trịnh Đức Uy trong mắt lửa giận, hừng hực cháy, đó là ghen tị ngọn lửa, mình coi trọng người phụ nữ, lại như vậy quan tâm một cái chết chắc phế vật. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Không nói ra lời. Trịnh Đức Uy cười lạnh một tiếng, cả người hơi thở cuồn cuộn, ha ha, ta thật rất ngu, Đồ Lan Tâm, ta biết ngươi khẳng định xem thường ta đầu phục Khổng công tử, nhưng mà, ngươi lấy là, ta chính là vì mình làm như vậy sao? Ta sở dĩ đầu dựa vào Khổng công tử, là bởi vì là hắn đáp ứng ta, nếu như ta dốc sức cho hắn, hắn có thể mang ngươi ta, đi thứ nhất thần quốc. Ngươi biết thứ nhất thần quốc có cái gì? Luân hồi đứng đầu đem thần quốc phân chia là 7 khối. Mà thứ nhất thần quốc, đã từng tọa lạc thần quốc đệ nhất gia tộc Diệp gia. Tọa lạc cao nhất tài nguyên. Cái này tư nguyên một phần chia, tạo thành năm đó Diệp gia xưng bá và thống trị, vậy tạo cho Tuyệt Hàn đế cung ngắn ngủi thêm cấp tốc thịnh thế. Thứ 7 thần quốc, là định trước nếu diệt vong, chỉ có đi theo Khổng công tử, chúng ta mới có sống sót hy vọng. Đồ Lan Tâm mặt vô thần sắc. Nàng lạnh lùng nhìn Trịnh Đức Huy, nàng biết Trịnh Đức Huy rất thích mình, đối với mình vậy rất tốt, nhưng là, không có cảm giác, chính là không có cảm giác, nàng cũng không có yêu cầu Trịnh Đức Huy, vì mình làm những chuyện này. Sau một hồi trầm mặc, Trịnh Đức Huy lần nữa mở miệng nói, Lan Tim, chuyện lần này, ta liền làm chưa có phát sinh qua, ta vẫn giống như trước kia như vậy, đối với ngươi tốt. Dứt lời, hắn hai tròng mắt bên trong, chợt bùng nổ một hồi sắc bén. Hiện tại, tránh ra cho ta, để cho ta đi đem phế vật kia mang ra ngoài. Đồ Lan Tâm không muốn thừa nhận mình đối với Diệp Thần có đặc thù gì cảm tình, nhưng là, cho dù nàng đối với Diệp Thần có một ít tư lợi, cũng không quan Trịnh Đức Huy chuyện chứ. Trịnh Đức Huy thái độ, để cho nàng chán ghét. Nàng hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ là nắm một chuôi màu đen trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng liền Trịnh Đức Huy. Mắt đẹp bên trong, lại là vô cùng kiên định. Thứ 7 thần quốc mấy người thấy vậy, đều là sững sốt một chút. Trịnh Đức Huy không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, Lan Tim, ngươi. Ngươi lại, vì thằng nhóc này, đối với ta động thủ. Ngay sau đó, hắn cặp mắt, một phiến đỏ tươi. Sát ý điên cuồng, tràn ngập óc, đối với Diệp Thần sát ý. Mình từ nhỏ thích, cùng nhau lớn lên người phụ nữ, hiện tại, vì một cái không biết từ nơi nào nhô ra phế vật, muốn cùng tự mình ra tay. Trịnh Đức Huy, làm sao có thể không tức giận giận, không căm ghét Diệp Thần. Đồ Lan Tâm càng bảo vệ Diệp Thần, hắn càng muốn cho Diệp Thần chết. Ngay tại bầu không khí, có chút nặng nề thời điểm, nham động bên trong, đột nhiên, vang lên một đạo kinh khủng yêu thú giống to. Một tiếng gầm này, toàn bộ bí cảnh tựa như đều bị thiên thần dậm chân một cái. Một cổ nhàn nhạt dư âm, lại đem tất cả mọi người tại chỗ đẩy lui một bước nhỏ. Đây là yêu thú gì? Tất cả mọi người tại chỗ lịch duyệt sâu, nhưng chưa từng nghe. Thanh âm này hàm chứa bá đạo và vô tận uy áp. Thậm chí vượt qua thời đại viễn cổ những thú dữ kia. Không chỉ như vậy, mọi người cảm nhận được một cổ cực hạn năng lượng đang nổi lên. Bí cảnh trên bầu trời, mây kiếp cuồn cuộn, kiếp lôi từng cơn, thiên uy hiển hách, cái này loại lôi kiếp, đều vượt qua hỗn độn cảnh cường giả đột phá. Còn nữa, mọi người hướng bên ngoài nhìn, phát hiện trong bí cảnh vô số hung thú xuất hiện, đồng loạt chạy nhanh. Như thế nhiều bướng bỉnh bất tuần, lại thực lực cường đại hung thú, lại ở ngoài trăm thước dừng lại. Nằm trên đất, phảng phất là ý thần phục. Cái này thật giống như là tới từ huyết mạch trấn áp à. Mấu chốt, cái này trong bí cảnh, làm sao có thể có cái này loại yêu thú tồn tại? Vẫn là nói. Vậy nham động chỗ sâu là một đầu vực ngoại cự thú viễn cổ. Mình đám người lời nói, đánh thức cái này loại nghịch thiên vậy tồn tại. Giờ khắc này, một cổ vô hình sợ hãi lan tràn ra. Liền liền Đồ Lan Tâm vậy nhìn về phía chỗ sâu, nàng rõ ràng cảm giác được bên trong chỉ có Diệp Thần, vì sao lại thêm một đầu như vậy hung thú. Bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Thần, người có tốt không? Trịnh Đức Huy ánh mắt nhìn về phía mọi người, trầm tư mấy giây, nghiêm túc mở miệng nói, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu.
hắn không biết mình xuất hiện kinh động dạng gì tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, tuyệt không thể ra tay vạ. Dù là cự thú ra đời, hắn vậy phải đối mặt. Hắn ánh mắt nhìn về phía nham động chỗ sâu, nơi đó là vô tận hắc ám. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử đang ở bên trong. Biết hay không đã bị vậy cự thú nuốt vào. Hắn trong đầu vô số suy nghĩ phân bay. Bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo cự lôi từ trên trời hạ xuống. Giống như một chuôi cự kiếm, rất miễn cưỡng bổ vào nham động chỗ ở vách núi bên trên. Ngay tức thì, vô số đá lớn lăn xuống. Bụi đất cuồn cuộn. Cẩn thận vừa thấy, núi này lại bị chém thành hai khúc. Mấu chốt cái này còn là đạo thứ nhất. Trịnh Đức Huy ý thức được chuyện nghiêm trọng, đối với mọi người mở miệng nói, tất cả mọi người tạm thời lui về phía sau, nếu không chúng ta có thể bị lôi kiếp bị thương nặng. Đồ Lan Tâm thở ra một hơi, mặc dù bên trong Diệp Thần không biết tình huống gì. Nhưng là đám người này có thể lui, liền vậy là đủ rồi. Nàng tin tưởng Diệp Thần mệnh, dù là cự thú chiếm đoạt hắn, Diệp Thần cũng có thể từ trong thoát hiểm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Trịnh Đức Huy sau lưng một người nhướng mày một cái, nếu chúng ta tới, có phải hay không hẳn cầm Diệp Thần mang đi? Yêu thú kia nếu ở trải qua lôi kiếp, thuyết minh đối phương rất yếu ớt, hắn muốn đối phó lôi kiếp, khẳng định không có biện pháp đối phó chúng ta. Chúng ta nếu như tiến vào, một kích toàn lực, nói không chừng không chỉ có thể mang đi Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ, càng có thể đủ chia cắt vậy hung thú máu tươi và máu thịt. Có thể đưa tới loại cấp bậc này yêu thú, nhất định bất phàm. Trên người nó tài sản có thể vượt xa chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong mắt hơi sáng lên. Lẫn nhau trong ánh mắt đều là vô tận mừng như điên. Còn có tham lam. Cái này trong bí cảnh khắp nơi là cơ duyên. Bọn họ cũng không có được quá nhiều. Nếu là có thể đạt được vậy hung thú, nói không chừng tu vi có thể đại tăng à. Trịnh Đức Huy trong mắt nóng như lửa, do dự mấy giây, gật đầu một cái, cầu dầu sang trong nguy hiểm, vừa động thủ một cái. Muôn ngàn lần không thể nương tay. Như vậy hung thú vừa có phản kích dự định, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại. Trịnh Đức Huy người sau lưng rối rít gật đầu. Mà Đồ Lan Tâm sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, nàng đứng ở cửa hang, kiếm trong tay như cũ chỉ, Trịnh Đức Huy, có chút nguy hiểm không đáng giá được bốc lên. Chú ý bỏ mạng. Nhưng mà, Trịnh Đức Huy nhưng là cười lạnh một tiếng, Lan Tim, điểm đến thì ngưng đi, nói không chừng thằng nhóc kia đã trở thành vậy hung thú thức ăn. Ngươi như vậy ngăn cản chúng ta đi vào, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, Đồ Lan Tâm trong mắt kiên quyết, ta nói, không thể đi vào. Chỉ cần Diệp Thần có một chút bế quan có thể, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Trịnh Đức Huy con ngươi âm trầm, vung tay lên, động thủ. Đồ Lan Tâm, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi mạnh hơn nữa, sẽ là chúng ta đối thủ. Thậm chí, ngươi có thể sẽ chết. Lời nói mới vừa rơi xuống, cửa hang chỗ sâu nhất, lại vang lên một đạo lười biếng thêm kiên quyết thanh âm. Xin lỗi, nàng sẽ không. Cái gì? Mọi người ánh mắt đồng loạt hướng cửa hang chỗ sâu nhìn lại. Khép kín cửa động ảo trận tiêu tán, một người chàng trai bóng người, từ hắc ám bên trong đi ra. Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc nhàn nhạt. Tất cả mọi người, đều là sững sốt một chút, lấy Trịnh Đức Huy cầm đầu một đám võ giả, chính là mặt lộ sát ý, phế vật này còn dám ra đây. Mà Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, mơ hồ thoáng qua vẻ lo lắng. Diệp Thần đến bây giờ nhìn lại vẫn là phong khinh vân đạm. Coi như cuồng, cũng không thể không phân rõ trường hợp đi. Bất quá, hiện tại Đồ Lan Tâm, cũng không có cái gì mắng Diệp Thần tâm tư, nàng gần sát Diệp Thần tiếng cạnh, nhỏ giọng nói, chờ một chút, ta kéo hắn, cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, ngươi chạy mau. Như thế nhiều hỗn độn võ giả, ta có thể không cách nào bảo đảm ngươi an toàn. Mặc dù... Diệp Thần có thể rất khó từ còn dư lại võ giả trong tay chạy khỏi, nhưng, vậy tổng so lưu lại chờ chết thân nhau, không phải sao? Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt nói, tin tưởng ta. Vừa nói, liền hướng Trịnh Đức Huy đi tới. Đồ Lan Tâm các người sững sốt một chút, Diệp Thần muốn làm gì? Diệp Thần lúc này tu vi đã bước vào Trảm Ách cảnh, mặc dù là Trảm Ách nhất tầng thiên. Nhưng, hắn thực lực nhưng là tăng mấy lần. Thái hư cảnh,
liền có thể đối kháng hỗn độn nhất tầng thiên. Vậy Trảm Ách Cảnh đâu? Diệp Thần mình cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Nếu như không có cái này bí cảnh tài nguyên, hắn có thể phải vượt qua cảnh giới này, chí ít một năm. Hiện tại, hắn cường độ thân thể, thần hồn cường độ, linh lực ngưng luyện độ vân, đều có chất bay vọt. Mà hắn vậy đạt được thăng hoa huyết mạch, cũng ở đây đủ loại thần nguyên dị bảo dưới sự kích thích, bạo phát ra hơn nữa nghịch thiên lực lượng. Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch mạnh hơn. Hơn nữa đoạn thời gian này hắn luyện hóa rất nhiều lần hỗn độn tinh thụ. Khoảng cách hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, muốn không được bao lâu. Nếu không phải đám người này quấy rầy, hắn thật đúng là dự định ở chỗ này hoàn toàn luyện hóa. Hỗn độn tinh thụ đại biểu hỗn độn lực lượng. Đó lại là thuộc về cái gì hỗn độn lực lượng đâu. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lão thường nói vật này nghịch thiên, vậy thì thật nghịch thiên. Đột phá Trảm Ách sau đó, hắn bây giờ có thể không sợ tại hỗn độn ba tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, hắn còn chiếm được một cái chỗ tốt cực lớn. Lớn đến để cho hắn thực lực, có thể ở hỗn độn ba tầng thiên cơ sở bên trên, lần nữa tăng vọt. Trịnh Đức Huy nhìn Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần, xì xào bàn tán hình dáng, con tim lửa giận hơn nữa nóng rực, hơn nữa, để cho hắn khó chịu là cái phế vật này, bất quá là từ thái hư cảnh tăng lên tới Trảm Ách cảnh, ở trước mặt mình liền dám một bộ tự tin vô cùng bộ dáng. Là mẹ hắn quá không đem hỗn độn cảnh để ở trong mắt chứ. Trịnh Đức Huy hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, làm sao không làm con rùa đen? Dám ra đây! Con rùa đen, Diệp Thần nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta và ngươi, ai hơn xem con rùa đen đâu? Yên tĩnh! Diệp Thần, lại, trực tiếp khiêu khích Trịnh Đức Huy. Trịnh Đức Huy thực lực cũng không yếu à? Lại là hỗn độn cường giả. Hơn nữa, Diệp Thần ý tứ trong lời nói, bọn họ đều nghe rất rõ ràng. Thậm chí, vậy 20 tên võ giả cũng là một bộ buồn cười, nhưng là vừa không dám cười thần sắc, lặng lẽ đánh giá Trịnh Đức Huy. Liền liền Đồ Lan Tâm, đều là mặt đẹp ửng đỏ, đồng thời mắt đẹp bên trong, còn có nóng nảy. Lần này, Trịnh Đức Huy nhất định phải cùng Diệp Thần không chết không thôi. Nàng âm thầm nắm chặt chặt trường kiếm trong tay. Chỉ cần Trịnh Đức Huy đối với Diệp Thần ra tay, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Trịnh Đức Huy ngăn lại. Ngươi đang nói gì? Trịnh Đức Huy, điên cuồng, người phụ nữ của mình thích ở trước mặt mình bảo vệ người đàn ông khác, đối với hắn đao kiếm mặt đối mặt, vốn là để cho hắn vô cùng tức giận, xé nát Diệp Thần tim, đều có. Hiện tại, lại bị trước mặt cười nhạo mình. Hơn nữa, hay là trực tiếp đem hắn thân là người đàn ông tôn nghiêm. Chà đạp được thể vô hoàn phu như vậy cười nhạo à. Hắn cả người hơi thở cuồng bạo, kiếm ý hừng hực, mọi người đang vậy hàm chứa lửa giận kiếm ý bên trong, chỉ cảm thấy được vô số lợi kiếm, ở mình đầu óc bên trong qua lại, cơ hồ đều phải đem thần hồn khuấy bể. Nham động trước, trừ Diệp Thần, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Thật là mạnh, chỉ là kiếm ý, giống như này khủng bố. Thẹn quá thành giận, Diệp Thần cười lạnh nói. Làm người đâu, phải có điểm phong độ, ngươi như vậy động một chút là giận dữ, không có ích lợi gì, đáng đời làm con rùa đen, hiểu không? Ha ha ha, nghe Diệp Thần vậy dậy dỗ giọng, Trịnh Đức Huy giận dữ ngược lại cười nói, cùng lão tử cầm ngươi đầu lưỡi, cắt lúc xuống, không biết ngươi phải hay không phải như thế biết ăn nói. Trịnh Đức Huy hướng về phía sau lưng một đám võ giả nói, cũng đừng ra tay, để cho bổn công tử, tự mình giải quyết phế vật này. Vừa nói, hắn cười lạnh nhìn Đồ Lan Tâm một cái nói, Lan Tim, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ngươi mặc dù so ta mạnh, nhưng ngươi ra tay một cái, thủ hạ ta liền sẽ chen nhau lên, thằng nhóc này, chết được chỉ sẽ nhanh hơn. Đồ Lan Tâm nghe vậy, mặt đẹp một trắng. Trịnh Đức Huy chặt chẽ nhìn chằm chằm nói, Lan Tim, thấy rõ ràng, ta là như thế nào đem phế vật này nghiền thành mảnh vụn, chỉ cần ngươi còn có chút đầu óc. Liền sẽ rõ ràng người đó mới thật sự là ưu tú cái đó. Liền sẽ rõ ràng, ai mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Là ta Trịnh Đức Huy, mà không phải là cái này, không biết sống chết rác dưới. Diệp Thần nhìn về phía Đồ Lan Tâm cười nói, Đồ tiên tử, mời yên tâm. Tiếp theo, đưa mắt chuyển qua Trịnh Đức Huy trên mình. Người này, không đủ gây sợ hãi.
Chết! Trịnh Đức Huy quát lên một tiếng lớn, trường kiếm xuất khiếu, mát lạnh kiếm quang, chiếu sáng khắp nơi, đau nhói mọi người cặp mắt. Hắn hơi thở như rồng, phổ biên linh lực, ngừng tụ kiếm phong bên trên, vậy sắc bén trường kiếm, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt cực kỳ thanh quang. Thanh quang bên trong, mơ hồ vang lên một tiếng phượng hót, du dương uyển tầng trời, phượng hót vừa ra, thiên địa, tựa hồ cũng làm đáp lại. Thanh phượng tùy thân, kiếm quang xông lên tiêu. Một đạo màu xanh phượng hoàng hư ảnh, lượn lờ ở Trịnh Đức Huy quanh thân, trong nháy mắt, Trịnh Đức Huy tốc độ, lại là tăng lên vô số lần, liền người mang kiếm, hóa thành một đạo đem thời không đánh nát sấm sét màu xanh, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh điên cuồng lóe lên, hướng Diệp Thần, đánh đi. Chỗ đi qua, hư không văng tung tóe, liền không khí, đều bị mất đi thành không. Một kiếm này, mạnh đến chấn động tùng. Không thể không nói, Trịnh Đức Huy đúng là một thiên tài, không chỉ hắn tu võ cảnh giới, liền võ đạo ý cảnh cũng có thể nói nghịch thiên. Ở thứ bảy thần quốc như vậy trong hoàn cảnh, Trịnh Đức Huy lại là luyện thành như vậy tươi đẹp một kiếm. Cái này môn kiếm pháp, nguyên vốn phải là một môn nửa bước kiếm pháp. Thứ bảy thần quốc, thông thường mà nói, thì không cách nào luyện thành nguyên cấp vũ khí, có thể hiện tại, Trịnh Đức Huy thi triển ra, đã có liền nguyên cấp võ mới có uy thế. Nói cách khác, hắn khi tiến vào cái này thần nguyên bí cảnh, tiếp xúc tới hỗn độn cường giả, cùng với chân chính nguyên cấp võ sau đó, thật nhanh tiến bộ. Đồ Lan Tâm mặt đẹp không có chút huyết sắc nào, mắt đẹp bên trong, đã hiện đầy tuyệt vọng, một kiếm này, quá nhanh. Nàng hiện tại, muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Trịnh Đức Huy bản thân tu vi, cũng đã vô cùng khủng bố, xa xa áp đảo Diệp Thần bên trên, cảnh giới võ đạo, còn đến loại tầng thứ này. Coi như là Đồ Lan Tâm tự mình ra tay, cũng chỉ có thể ở dưới một kiếm này bị áp chế hoàn toàn, thậm chí trọng thương. Nàng biết Diệp Thần thiên phú, rất mạnh, có thể quá điên cuồng vượt cấp, hắn ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh tăng lên, vậy coi như kinh sợ. Nhưng, lý trí nói cho nàng, Diệp Thần không cách nào chặn một kiếm này. Lạc Thi Thi chính là khẽ lắc đầu, mà Kim Sương, mặc dù nhìn như mặt vô thần sắc, có thể tròng mắt bên trong. Nhưng là một hồi sảng khoái. Diệp Thần cổ tay lộn, nắm Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, đối mặt Trịnh Đức Huy một kiếm này, hắn không có khinh thường ý kiến. Chỉ ta Lăng Tiêu, chân võ ý, kích động mở ra, thần ma luân hồi quyết vận chuyển đến mức cực kỳ, Diệp Thần bề mặt, lại là hiện lên một tầng huyết quang. Tầng 7 huyết quang. Không chỉ như vậy, Lăng Phong thần mạch mở. Chạm ách cảnh trước, Lăng Phong thần mạch cực kỳ không ổn định. Nhưng chạm ách cảnh sau đó, Lăng Phong thần mạch ổn định rất nhiều, thậm chí có thể hấp thu một phần chia lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần chia, nhưng nếu cộng thêm khác lá bài tẩy, lại có rất nhiều chỗ tốt. Thần tính hơi thở tràn đầy kéo dài, ngưng tụ vào trên trường kiếm màu xanh, dâng lên từng cơn khác thường huyết quang. Lục đạo kiếm thần, sáu kiếm quy nhất, chém hết chư thiên ta là thần. Một kiếm ra, giống như chân thần xích giận. Hàng phạt chúng sanh, thần quang lẫm lẫm, kiếm quang như hàn tinh rơi xuống đất, sụp đổ chư thiên. Bước vào chảm ách Diệp Thần, đã có năng lực thi triển sáu kiếm quy nhất. Hơn nữa so với lúc trước Phong Thanh Dương hạn chế hạ thi triển mạnh hơn. Đây cũng là Diệp Thần tu võ nội tình. Chờ tăng đến không cách nào địch nổi cự lực vừa ra, cái này thần nguyên bí cảnh, tựa hồ cũng làm run rẩy, không gian bể tan tành, gió cực mạnh hí, khủng bố đến trình độ cao nhất. Lạnh như băng kiếm quang, cùng vậy ác liệt sấm sét màu xanh, ầm ầm đụng nhau. Lôi âm cuồn cuộn, khoách tán ra, tại chỗ một đám hỗn độn võ giả, lại là đều có chút không cách nào chịu đựng, về phía sau điên cuồng thối lui. Tiếng sấm bên trong, mơ hồ truyền ra một tiếng phượng hoàng rên rỉ. Vậy đạo sấm sét màu xanh, bể nát. Trịnh Đức Huy thân thể, đảo phi nhi xuất, nửa quỳ xuống, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước. Hơi thở đều có chút không yên, hắn lúc này, trong mắt tức giận, đã hoàn toàn nguội xuống, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, chỉ còn lại có rung động. Tất cả mọi người, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Suy nghĩ, xu hướng tại tan vỡ. Làm sao có thể? Cái này chảm ách cảnh nhất tầng thiên tiểu tử, một kiếm, áp chế Trịnh Đức Huy. Đừng nói là áp chế, thậm chí, cũng để cho Trịnh Đức Huy bị thương à. Quá khủng bố, quá nghịch thiên.
Đồ Lan Tâm, lúc này cũng là ngây ngốc nhìn Diệp Thần, nàng nguyên bản đã cho là thói quen liền Diệp Thần mang cho nàng rung động. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có à. Diệp Thần, căn bản không thấy được cực hạn ở nơi nào. Mỗi lần, chỉ có hơn nữa rung động. Trịnh Đức Huy sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn đánh bại. Hoàn toàn đánh bại. Diệp Thần một kiếm kia, bất luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là cảnh giới võ đạo, cũng áp đảo trên hắn à. Chênh lệch, quá lớn. Không cam lòng đến trình độ cao nhất. Người phụ nữ của mình thích, thích người đàn ông khác, mà mình, bị người đàn ông này giễu cợt, muốn lấy thực lực nghiền ép, nhưng ngược lại, bị đối phương nhất kích chân áp. Vô cùng kiêu ngạo Trịnh Đức Huy, tự ái tim, đều phải bể tan tành thành cặn bã à. Hắn chợt điên cuồng hét lên, còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho lão tử bên trên. Hắn đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần, hiện tại hắn còn nơi nào quản cái gì chứng minh mình các loại. Hắn cảm giác được Diệp Thần yếu ớt. Một kiếm này, cũng là Diệp Thần trình độ cao nhất. Diệp Thần hôm nay phải chết. Tuyệt không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Hắn hiện tại, thì phải không chừa thủ đoạn nào đem Diệp Thần dẫm ở dưới chân. Chỉ có Diệp Thần chết, mới có thể cọ rửa hắn khuất nhục. Hèn hạ, Đồ Lan Tâm tức giận mắng một tiếng, cả người kiếm khí kích động, hắc mang ở trên trường kiếm dòng nước chảy. Buồn cười. Trịnh Đức Huy không quan tâm cười một tiếng, nhìn Diệp Thần, mặt đầy sát ý, Diệp Thần, người quả thật rất mạnh, nhưng là mạnh hơn nữa thì thế nào? Không phải, vẫn là được chết sao? Người sẽ không ngu đến lấy là, ta thật muốn cùng ngươi một mình đấu chứ? Ừ, ta có thể dựa vào số người nghiền ép ngươi, làm gì và ngươi chọn lựa chiến à? Ngươi coi như thiên phú lại nghịch thiên, đắc tội Khổng công tử, cũng chỉ có một con đường chết. Trịnh Đức Huy cùng với một đám võ giả, cả người hơi thở, cũng đang điên cuồng kích động, đối mặt Diệp Thần, bọn họ không có chút nào nương tay dự định, đều phải sử dụng mình một kích mạnh nhất. Đồ Lan Tâm cắn răng một cái, chợt chắn Diệp Thần trước người, nạt nhỏ, Diệp Thần, đi mau. Người mạnh hơn nữa cũng không cách nào đồng thời đối mặt như thế nhiều hỗn độn cảnh cường giả. Muốn đi. Trịnh Đức Huy cười lạnh một tiếng, nhìn Đồ Lan Tâm lại là không tiếc tánh mạng, vậy phải bảo vệ Diệp Thần dáng vẻ, trong mắt vẻ oán độc, điên cuồng chớp động. Hắn thật hận, không chỉ là Diệp Thần, liền Đồ Lan Tâm cũng giống vậy hận. Đã quá muộn, tiện nhân, nếu, người đến bây giờ còn phải bảo vệ hắn, như vậy, các ngươi hai cái liền chết chung đi. Đến âm tào địa phủ, làm tiếp đối với bỏ mạng uyên ương. Trong lúc nói chuyện, vô số chí cường hơi thở bùng nổ, kiếm ý, quyền ý, trưởng ý, rối rít phun trào, đem chỗ này không gian, khối động được hỗn loạn không chịu nổi, cái này mấy chục đạo công kích, tựa như ngưng kết thành vì một cái ngút trời bàn tay, hướng về phía Diệp Thần cường thế chân áp xuống. Kim Sương cùng Lạc Thi Thi thần sắc cuồng biến, điên cuồng lui về phía sau, nếu như một kích này rơi xuống. Cho dù chỉ là dư âm, bọn họ có thể đều không cách nào chịu đựng. Lạc Thi Thi hướng về phía Đồ Lan Tâm hô lớn, Lan Tim. Mau lui lại à, thằng nhóc này, đã hết cứu. Nàng biết, kinh khủng như vậy liên thủ nhất kích, khí cơ phong tỏa dưới, Diệp Thần căn bản không thể tránh né. Mặc dù, nàng vậy được thừa nhận, Diệp Thần, quả thật vô cùng tươi đẹp, chết, rất đáng tiếc, thậm chí đối với thần quốc đều là một cái tổn thất. Nhưng trách chỉ trách hắn ỷ tài thả khoáng, chọc phải Khổng Tiên, không phải sao. Mà Đồ Lan Tâm là nàng tỉ muội, nàng không hy vọng Đồ Lan Tâm cho Diệp Thần chôn theo. Nhưng mà, Đồ Lan Tâm, quả thật tựa như không nghe được vậy, động cũng không động. Lạc Thi Thi than nhẹ một tiếng, hai người rất nhanh, liền bước lui ra khoảng cách an toàn. Bọn họ nhìn về phía Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần, lắc đầu một cái, Lạc Thi Thi là bi thương tổn thương. Mà Kim Sương chính là sảng khoái. Đồ Lan Tâm sắc mặt bình tĩnh, kinh khủng kia công kích, thì phải rơi xuống, nàng quét Diệp Thần một mắt, không nói gì, có thể nhìn Diệp Thần vậy thần sắc lạnh nhạt, không khỏi, bên trong có lòng loại an ninh cảm thụ. Nàng cả người linh lực kích động, trên trường kiếm hắc mang lóe lên, ánh mắt vậy bộc phát lăng lệ, cho dù biết, kiếm chiêu của mình căn bản không cách nào dung chuyển kinh khủng kia nhất kích, Đồ Lan Tâm nhưng vẫn muốn đánh. Nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng ngồi chờ chết. Nhưng ngay khi, nàng một kiếm này muốn chém ra lúc đó, một cái tay, nhưng đè ở Đồ Lan Tâm chuôi kiếm bên trên.
Đồ Lan Tâm, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Thần muốn làm gì? Mà Diệp Thần, chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười nói, tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Cái này đơn giản ba chữ, nhưng là để cho Đồ Lan Tâm, nới rộng ra cặp mắt, mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động. Diệp Thần đi ra nham động lúc đó, nói với nàng, cũng không phải là tin tưởng ta ba chữ sao. Sau đó, chuyện gì xảy ra? Đồ Lan Tâm mắt đẹp, càng phát sáng lên. Sau đó, Diệp Thần một kiếm chân áp Trịnh Đức Huy. Chẳng lẽ, Đồ Lan Tâm biết, cái này gần như là không thể nào. Có thể vạn nhất, Diệp Thần có biện pháp, lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Nàng không khỏi phải thu hồi liền kiếm, lúc này Diệp Thần, để cho nàng không khỏi tín nhiệm. Diệp Thần nhìn về phía vậy đem quanh thân không gian, đều phải ép thành hư không, mấy chục tên hỗn độn tồn tại liên thủ nhất kích, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lần này Diệp Thần, lớn nhất thu hoạch là cái gì? Luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch là một loại vô cùng là thần kỳ huyết mạch, gần như một loại căn nguyên lực, trừ cường hóa tự thân ra, còn có kích hoạt khác thuộc tính, làm võ giả thể chất phản tổ vân. Vân tác dụng. Cấm linh pháp vực, mở. Ở huyết mạch thăng hoa mang tới kích thích dưới, Diệp Thần nguyên bản chém chết linh cửu tiêu sau đó, hấp thu vậy đạo cấm linh pháp thể căn nguyên lực, hoàn toàn trưởng thành. Thậm chí, cũng vượt qua cấm linh pháp thể, nguyên bản có tầng thứ à. Một cổ kỳ dị thanh quang, từ Diệp Thần trong cơ thể, tràn ngập mở ra, trong nháy mắt, cái này nham động trước khi một khối không gian, tựa như, lâm vào trong nháy mắt ngừng. Vậy ngay đầu trấn áp xuống mấy chục đạo khủng bố công kích, trong phút chốc, ngắn ngủi áp chế. Còn chưa đủ. Mà giờ khắc này Diệp Thần gương mặt có chút trắng bệch. Bởi vì thi triển những thủ đoạn này, đối với linh lực quá tiêu hao. Dù là hắn bước vào trảm ách cảnh, đan điền so thái hư cảnh lúc vô cùng bát ngát. Có thể hắn khóe miệng vẫn treo nụ cười. Bởi vì, hắn còn có hậu thủ. Đi ra đi, tiểu hoàng. Liền trong một cái chớp mắt này, trong bóng tối một con cự thú đi ra. Cự thú quanh thân thiêu đốt ngọn lửa. Màu đỏ ngọn lửa và băng lam ngọn lửa tựa như thái cực bát quái, vần quanh quanh thân. Dĩ nhiên, còn có vậy cực kỳ huyền diệu lôi kiếp ý. Lôi kiếp còn chưa kết thúc. Tiểu hoàng chỉ như vậy chắn Diệp Thần trước người. Rồi sau đó, lôi kiếp hạ xuống. Những người đó hợp lực chí cường nhất kích triệt để tiêu tán. Liền Trịnh Đức Huy đánh ra vậy đạo sấm sét màu xanh, đều là trực tiếp tiêu tán à. Ở tiểu hoàng lôi kiếp dưới, những người này lực lượng lại coi là cái gì? Mọi người, trong nháy mắt lâm vào si ngu, cầm đều phải rớt xuống đất. Tất cả đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần, cùng với đầu kia cổ quái cự thú. Bọn họ có phải là đang nằm mơ hay không? Cự thú lại không đúng Diệp Thần ra tay. Ngược lại, thật giống như đang bảo vệ Diệp Thần. Dùng tự thân lôi kiếp bảo vệ Diệp Thần. Không thể nào, kim xương con ngươi, đều phải trừng ra ngoài, khó có thể tin gào thét nói. Cái này, đây là lực lượng gì? Cấm linh pháp thể. Chí tôn thần thể một trong cấm linh pháp thể. Cái này là cấp bậc gì hung thú? Lại bảo vệ một cái chảm ách nhất tầng thiên. Đối với kim xương mà nói, Diệp Thần thủ đoạn càng không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì, thứ bảy thần quốc chí tôn thần thể, ở kim xương xem ra cũng không là biết bao giỏi lắm tồn tại. Bởi vì, chí tôn kia thần thể chỉ là tương đối thứ bảy thần quốc võ đạo mà nói. Những thần kia thể, cũng có cực hạn. Ví dụ như, đến chảm ách cảnh, chí tôn thần thể dốc sức liền sẽ đại phúc hạ xuống. Mặc dù, vẫn là có thể gọi chi là cao cấp pháp thể, có vượt xa cùng cấp sức chiến đấu. Nhưng là, tuyệt sẽ không giống Diệp Thần biểu hiện ra như vậy nghịch thiên à. Đây quả thực, đều không phải là pháp thể, mà là thần thích chứ. Trực tiếp, cầm mấy chục tên hỗn độn võ giả công kích, dừng lại. Nguyên bản, hắn chính là một cái người tâm cao khí ngạo, đối với Diệp Thần, hết sức không phục. Mà Diệp Thần một kiếm chân áp Trịnh Đức Huy sau đó, hắn lại là hy vọng Diệp Thần chết. Bởi vì, hắn ghen tị Diệp Thần thiên phú. Bởi vì, hắn biết mình kém hơn Diệp Thần. Có thể hiện tại, hắn đạo tâm, đều phải bị Diệp Thần rung động được không yên à. Căn bản không có bất kỳ phân bì ý niệm. Lạc Thi Thi cũng là vô cùng chấn động tùng, nàng quan tâm không phải Diệp Thần tiềm lực,
mà là Diệp Thần bên người vậy đầu hung thú. Hung thú tư thế, hiển nhiên là thần phục trước. Thần phục Diệp Thần. Đồng thời, nàng mắt đẹp bên trong, thoáng qua một chút hối hận. Tại sao hối hận? Bởi vì nàng biết, Diệp Thần tiền đồ không thể giới hạn. Cho dù đặt ở thứ nhất thần quốc, đều là có thể so với Khổng Tiên yêu nghiệt chứ. Mới vừa rồi, nếu như kiên định một chút, và Diệp Thần, Đồ Lan Tâm đứng chung một chỗ, mình chắc có cơ hội trở thành Diệp Thần bằng hữu. Kết giao Diệp Thần người bạn như vậy, thậm chí ở tương lai vậy trận diệt thế tai ương bên trong, cũng coi như là một người vô cùng lớn cực lớn bảo đảm. Mà vậy một đám phụ thuộc vào tại Khổng Tiên tu võ người, nguyên bản trợn mắt hốc mồm thần sắc, lúc này, hoàn toàn biến thành kinh hoàng. Rất nhiều người, thậm chí không cách nào khống chế thét lên. Ta linh lực làm sao không cảm ứng được. Không chỉ là linh lực, thần niệm, ta võ đạo ý cảnh, cũng bị mất à. Tại sao có thể như vậy? Ta quanh thân làm sao quấn quanh lôi kiếp? Yêu thú kia lôi kiếp làm sao đến chúng ta lên trên người? Không tốt, chúng ta mới vừa rồi đối kháng lôi kiếp, vậy lôi kiếp cũng phải lau giết chúng ta. Trịnh Đức Huy điên cuồng hét lên, nhìn mình tay, không ngừng run rẩy. Đây không phải là cấm linh pháp thể, cấm linh pháp thể, căn bản không có như vậy uy lực à. Còn nữa, vậy hung thú nhất định là ảo giác. Loại cấp bậc này yêu thú làm sao có thể thần phục với một cái chảm ách cảnh con kiến hôi. Diệp Thần lúc này, nhưng là sờ một cái tiểu hoàng. Những người này chính là hắn kế hoạch. Tiểu hoàng lôi kiếp toàn bộ chống được, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là lại tăng thêm nhóm người này hỗn độn võ giả đâu. Hắn và tiểu hoàng chính là lớn nhất bên thắng. Nói như vậy, hắn còn phải cảm tạ vậy chưa từng gặp mặt Khổng Tiên. Tiểu hoàng. Tiếp theo giao cho ngươi, như thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Một khắc sau, tiểu hoàng một tiếng nặng nề gầm thét, mang thương khung rơi xuống lôi kiếp xông về đám người. Đến mức, chính là vô cùng kinh khủng lôi kiếp. Cuồn cuộn thiên lôi, tựa như trở thành tiểu hoàng kỹ thuật đánh nhau. Chỉ ít giờ khắc này, nó mượn thiên lôi, đánh đâu thắng đó. Mà những cái kia võ giả rối rít chạy trốn, muốn thoát khỏi tiểu hoàng. Nhưng là, có thể sao? Tiểu hoàng dương ra miệng to, một đạo trận pháp lại hiện lên. Giờ khắc này, mọi người hoàn toàn bối rối. Cái này cự thú, còn có thể khạc ra trận pháp. Hơn nữa trận pháp này, là thượng cổ trận pháp à? Làm sao có thể? Đây là cái quái vật gì? Thần quốc bảy khu vực lớn, chưa bao giờ nghe. Mau phá trận. Nhưng mà, trận pháp giống như là một bức tường, cản trở hết thảy. Đoạn thời gian này tới nay, tiểu hoàng ăn nhiều nhất chính là trận pháp. Trong cơ thể hắn trận pháp lực khủng bố đến mức tận cùng. Thậm chí đối với hỗn độn cường giả vậy tạo thành uy hiếp. Trận pháp bên trong, vô số lôi kiếp cuồn cuộn. Cố nhiên những thứ này hỗn độn cường giả thực lực cường đại, nhưng nhiều như vậy lôi kiếp, bọn họ căn bản không chịu nổi à. Từng cái cả người đen nhánh, cánh tay biến dạng. Thảm tuyệt nhân hoàn. 10 phút sau đó, lôi kiếp giảm bớt rất nhiều. Diệp Thần vậy khôi phục xong hết rồi. Hắn nhìn một cái trọng thương tất cả mọi người, khẽ mỉm cười. Nghe nói, các ngươi muốn giết ta. Những người này, đều là điên cuồng lắc đầu. Giết Diệp Thần. Lấy cái gì giết? Hiện tại bọn họ thực lực, có thể hay không còn lại 10%, cũng không biết à. Đừng nói giết, ngay cả chạy trốn cơ hội, cũng không có. Phải không, Diệp Thần nụ cười dần dần thu liếm, vậy, liền đáng tiếc. Nếu như các ngươi không giết được ta mà nói, các ngươi lại phải chết. Người khác muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những người này. Lục đạo kiếm ý, mở. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người bắp thịt cổ động, kim quang hiện lên, lấy phá thiên lực, chém ra chí cường một kiếm. Kiếm quang như biển, hàn băng chi biển. Khoảnh khắc bây giờ. Đem vậy một đám võ giả chìm ngập. Những cái kia võ giả kêu thảm, điên cuồng muốn thi triển võ ngăn cản, có thể ở tiểu hoàng trận pháp cùng với cấm linh pháp vực dưới tác dụng, bọn họ có thể thi triển được cái gì? Có thể vận dụng, cũng chỉ có thân xác lực lượng. Mà thân xác lực lượng, cho dù là hỗn độn hậu kỳ võ giả, đều không cách nào cùng Diệp Thần, như nhau. Huống chi là bọn họ,
ở đó hàm chứa cự lực kiếm quang bên trong, từng cái hỗn độn cảnh võ giả, liền giống như là khí cầu vậy, hóa thành hư vô bạo tán, lại bạo tán. Không tới một cái hô hấp công phu, cộng thêm Trịnh Đức Huy, cái này 21 tên mỗi cái thần quốc tuyệt đỉnh cường giả, yêu nghiệt, liền toàn bộ từ trên cái thế giới này biến mất, dấu vết, cũng không có để lại. Diệp Thần đem túi đựng đồ của bọn họ thu hồi, chậm rãi thu liếm cấm linh lực. Hắn nhìn về phía thương khung, lôi kiếp đã tiêu tán. Tiểu hoàng một kiếp này coi như là hoàn toàn rất qua. Nếu là không có những thứ này hỗn độn võ giả, nói không chừng, tiểu hoàng vượt qua cũng là sắp chết. Hắn ánh mắt hướng tiểu hoàng nhìn lại, tiểu hoàng quanh thân che lấp máu tươi. Hiển nhiên, cho dù có đám người này chia phần lớn lôi kiếp, nhưng thiên đạo lực lượng vẫn là tổn thương hắn mấy phần. Tiểu hoàng, trước nghỉ ngơi đi. Sau này có chính là thời gian sóng vai tác chiến. Tiểu hoàng đi tới Diệp Thần trước người, thân thể ma sát Diệp Thần thân thể, rồi sau đó liền tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhẹ thở ra một hơi. Đan điền linh lực vừa không có. Cái này cấm linh lực, mặc dù cực mạnh, nhưng là tiêu hao vậy to lớn giống vậy. Bất quá, Diệp Thần nhìn trước động trống trải cảnh tượng, mỉm cười gật đầu, hiệu quả này, hắn vẫn là vô cùng là hài lòng. Đây cũng không phải là cái gì con mèo, con chó à. Mà là một đám hỗn độn cảnh siêu cấp cường giả. Tùy tiện một cái, đi đến thứ bảy thần quốc, đều có thể nghiền ép vô số người tồn tại à. Liền bị hắn chém chết. Bất quá không có tiểu hoàng và lôi kiếp, hắn là căn bản không làm được điều này. Xem ra con đường võ đạo, một mặt động thủ không thể được, có chút thời điểm, mượn lực so với cái gì đều trọng yếu. Đồ Lan Tâm, đây là mới hoàn hồn lại. Mắt đẹp bên trong rung động, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Nàng rất rõ ràng, Diệp Thần khi tiến vào thần nguyên bí cảnh trước, là thực lực gì. Thời điểm đó Diệp Thần, không thể nghi ngờ là cái này thần nguyên trong bí cảnh, tầng dưới chót nhất tồn tại. Thậm chí Đồ Lan Tâm mình, đều có lòng tin một kiếm trong nháy mắt giết Diệp Thần, không có loại thứ hai có thể. Nhưng mà, bây giờ thế nào? Đồ Lan Tâm đối với Diệp Thần thậm chí có vẻ sợ hãi. Vậy cự thú lai lịch ra sao? Vì sao sẽ trở thành là Diệp Thần thú cưng? Còn như vậy nghe lời. Cái này loại lôi kiếp, cũng không phải là con mèo, con chó có thể dẫn tới à? Diệp Thần thu hoạch, thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể các nàng tiến vào cái này thần nguyên bí cảnh, mới bất quá ngắn ngủi 2 tháng thời gian à. Loại tiến bộ này tốc độ, thật là kinh người nghe. Bất quá, nàng vẫn là khẽ cau mày, bây giờ Diệp Thần cộng thêm vậy cự thú, quả thật rất mạnh. Nhưng, còn chưa nhất định là khổng tiên đối thủ. Đừng xem Diệp Thần cấm linh pháp thể, trong nháy mắt áp chế Trịnh Đức Huy các người, nhưng, có thể hay không áp chế được khổng tiên, còn khó mà nói. Thứ nhất thần quốc võ đạo, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nơi đó có trước Diệp gia ý chí. Mà cấm linh pháp thể, vốn là đến càng cao tầng thứ, hiệu quả càng kém loại hình. Đồ Lan Tâm đối với Diệp Thần hỏi, hiện tại phải làm sao? Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt nói, phản kích. Phản kích, Đồ Lan Tâm không rõ ràng, Diệp Thần không phải cầm Trịnh Đức Huy các người giết tất cả sao? Như vậy đánh tiếp, quá phiền toái. Vị này Khổng công tử, không phải là muốn gặp ta sao? Diệp Thần mặt hiện một chút sát ý, là thời điểm, đi gặp hắn một chút. Đồ Lan Tâm cau mày, nhưng cũng chỉ là cau mày mà thôi. Vốn là nói, cho dù Diệp Thần thực lực cực mạnh, Đồ Lan Tâm vậy nhất định sẽ ngăn cản hắn. Mắng hắn, bởi vì Diệp Thần là thần quốc hy vọng, muốn yêu quý mình sinh mạng. Thậm chí, sẽ đối với Diệp Thần thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Có thể hiện tại, cho dù lý trí của nàng nói cho nàng, Diệp Thần làm như vậy, rất nguy hiểm, có thể nàng tin, lại để cho nàng tin tưởng Diệp Thần. Đây là, Lạc Thi Thi đi tới. Thần sắc có chút lúng túng. Đồ Lan Tâm hỏi, Thi Thi, Kim Sương đâu? Lạc Thi Thi cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm nói, hắn nghe gặp các ngươi nói phải đi tìm Khổng Tiên sau này, rời đi. Kim Sương là nàng chọn chúng thiên tài. Hiện tại nhưng ném xuống nàng rời đi, nàng trong lòng tự nhiên sẽ không rất thoải mái, bất quá, nàng lại không có và Kim Sương cùng đi. Bởi vì, nàng đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này nàng muốn chọn Diệp Thần.
Diệp Thần, nhưng là không có vấn đề nói, mỗi một người, đều có mình lựa chọn, ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục chiến đấu tiêu hao, sáng mai, chúng ta liền lên đường đi. Hai cô gái gật đầu một cái, lúc này ba người tiến vào nham động bên trong, ngồi xếp bằng. Ngày thứ hai, Diệp Thần các người nghênh ngang ở trong bí cảnh du đãng, rất nhanh, liền bị một đám võ giả vây. Những cái kia võ giả, đồng dạng là phụ thuộc vào tại Khổng Thiên người. Bọn họ mặt lộ vẻ cười gằn, ánh mắt tham lam ở Đồ Lan Tâm cùng Lạc Thi Thi thân thể mềm mại bên trên du duệ trước. Cầm đầu một người nam tử cười lạnh nói, Khổng công tử nói, mang thằng nhóc này đi gặp hắn, sống chết miễn bàn, chỉ cần không đụng hắn túi đựng đồ, là được. Giết hắn, cái này hai cái phụ nữ, để cho các huynh đệ khỏe thật là thoải mái thoải mái. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt, quét hắn một mắt, khẽ cười nói, dẫn đường, thật giống như một người là đủ rồi. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Cấm linh pháp vực mở, kiếm quang loạn tránh, Diệp Thần và Đồ Lan Tâm như hổ nhập bầy cừu vậy, xông vào đám người bên trong, mỗi một cái chấp động, cũng sẽ mang theo mảng lớn xương máu. Cơ hồ không tới một cái hô hấp công pháp, nhóm người này, liền bị Diệp Thần tàn sát, chỉ còn lại có một tên thanh niên cô gái. Người thanh niên này cô gái, sắc đẹp vậy, tu vi hỗn độn ba tầng thiên, lúc này, nàng cả người bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, rớt ngồi ở đất, nhìn Diệp Thần, trong mắt là cực hạn sợ hãi, cả người run rẩy, thậm chí, ấm áp chất lỏng từ nửa mình dưới chảy ra, lại là bị Diệp Thần, hù được trực tiếp không cầm được. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn nàng, lạnh lùng nói, mang ta đi gặp Khổng Tiên. Dọc theo con đường này, không thiếu tất cả đại thần quốc võ giả, cũng phát hiện Diệp Thần, nguyên bản, có muốn lên đi đối với Diệp Thần xuất thủ, nhìn tên kia hỗn độn ba tầng thiên cô gái thảm trạng, nhưng đều là không khỏi được đánh lui đường cổ. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng là thật là tò mò, Diệp Thần muốn làm gì? Không khỏi được, càng ngày càng nhiều võ giả đi theo ở Diệp Thần sau lưng. Mà một cái tin, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, vậy hoàn toàn truyền ra. Diệp Thần, muốn đích thân đến cửa, khiêu chiến Khổng Tiên. Một tòa mây mù vòng cao nhai dưới, có một nơi nham động, một nơi thần nguyên hơi thở, cực kỳ đậm đà nham động. Một đạo mặc áo dài trắng nam tử bóng người, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở nham động bên trong, khí tức trên người, chợt cao chợt thấp, đột nhiên. Vậy không đoạn biến hóa hơi thở đông lại một cái, xu hướng tại ổn định, đồng thời, một cổ vô cùng chấn động tủng uy áp, tràn ngập ra. Khổng Tiên thực lực, lại có đột phá. Ngay tại lúc này, một người sắc mặt thật thà áo bào đen nam tử, đi vào, một mực cung kính thi lễ nói, công tử, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Khổng Tiên chậm rãi mở hai mắt ra nói, bổn công tử bế quan một tháng, các ngươi còn không tìm được thằng nhóc kia. Tên kia áo bào đen nam tử sắc mặt vẫn thần thờ đáp, thuộc hạ muốn bẩm báo, chính là chuyện này, công tử muốn tìm người nọ, hiện tại, đang đi nơi này đi tới. Cái gì? Khổng Tiên gương mặt bên trên, hiện ra lau một cái vẻ kinh ngạc, nói một chút xem. Tên kia áo bào đen nam tử, đưa ra một quả lệnh bài nói, mời công tử xem qua, đây là thằng nhóc kia chiến đấu ghi chép. Khổng Tiên nhận lấy lệnh bài, thần niệm chìm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, mở hai mắt ra, khẽ cau mày. Cấm linh pháp thể, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, kinh khủng như vậy cấm linh pháp thể. Hắn vậy nho nhã gương mặt bên trên, cũng là lộ ra một chút trầm ngưng vẻ. Áo bào đen chàng trai nói, công tử, thằng nhóc này thực lực có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tựa hồ bên người có một đầu lai lịch vô cùng không tầm thường yêu thú kia có thể giết hỗn độn cường giả, phải chăng cần phải chuẩn bị hàng linh nghi thức. Khổng Tiên trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi nói, đi chuẩn bị đi. Hàng linh nghi thức, là hắn lớn nhất hậu thủ, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện, là có thể chuẩn bị được. Khổng Tiên bây giờ thực lực, đã đột phá đến hỗn độn bốn tầng thiên. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là nội tình, không người có thể địch. Càng mấu chốt là thế lực sau lưng hắn. Hắn không sợ người bất kỳ. Nhưng, hắn từ Diệp Thần trên mình. Cảm nhận được một chút uy hiếp. Mà hắn người này, làm chuyện gì, đều phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tên kia nam tử gật đầu một cái khác ba tên người áo bào đen, rất nhanh, vậy tiến vào cái này nham động bên trong.
Bốn người, bắt đầu bố trí pháp trận. Làm xong hết thảy chuẩn bị sau đó, cái này bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên hướng về phía Khổng Tiên thi lễ nói, mời công tử bảo trọng. Tiếp theo, cái này bốn người lại là thân hình một hồi vặn vẹo, bỗng nhiên hóa thành một đoàn máu loáng, sáp nhập vào vậy pháp trận bên trong. Khổng Tiên thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh, cái này bốn người, từ nhỏ liền bị dùng đặc thù bí pháp tẩy não, biến thành tương tự người thỉnh thoảng tồn tại. Trừ làm là nô bộc ra, lớn nhất tác dụng, chính là dùng để đảm nhiệm hàng linh nghi thức tế phẩm. Mặc dù, Khổng Tiên cảm tình không việc gì chập chờn, nhưng trong mắt bên trong, vẫn là thoáng qua một chút vẻ độc ác, cười lạnh nói, ha ha, Diệp thần, ngươi để cho ta tổn thất bốn cái người làm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Diệp thần, Đồ Lan Tâm, Lạc Thi Thi tiếp tục đi tới trước, vậy cả người là máu cô gái như cũ dẫn đường. Người phía sau càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, tất cả mọi người bước chân dừng lại. Trong mắt đóng chặt, lại đang làm cổ quái gì động tác tay. Tay này thế càng giống như là khấn cầu. Dù là cái đó bị thương dẫn đường cô gái như cũ như vậy. Tất cả mọi người, chỉ có Diệp thần tiếp tục đi tới trước. Diệp thần khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào nhắm mắt Đồ Lan Tâm trên mình, Đồ tiên tử, các ngươi làm cái gì vậy? Đồ Lan Tâm phát hiện Diệp thần lại không có như vậy, hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Diệp thần, mau nhắm mắt khấn cầu. Tại sao phải như vậy? Diệp thần có chút nghi ngờ. Đồ Lan Tâm ngẩn ra, do dự mấy giây, trong mắt mở ra, có chút bối rối, nàng chỉ xa xa một tòa niên đại lâu đời đền. Đó là thừa tái luân hồi đứng đầu tượng thần đền, ở bảy đại thần quốc có rất nhiều, chúng ta thứ bảy thần quốc tương đối thiếu, chỉ có một tòa, cho nên không có cái nghi thức này. Nhưng thần quốc bất kỳ võ giả, thấy luân hồi đứng đầu tượng thần, đều phải nghi thức. Diệp thần diễn cảm cực kỳ cổ quái, nhìn về phía vậy đền lẩm bẩm nói, thần của ta xem. Đồ Lan Tâm sắc mặt một trắng, người đang nói gì chuyện hoang đường. Diệp thần trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Mở miệng nói, Đồ tiên tử, ta muốn đi vào xem. Lần này, không chỉ Đồ Lan Tâm kinh hãi, Lạc Thi Thi cũng là mở mắt ra. Hai nữ mới vừa muốn nói cái gì, Diệp thần nhưng là dẫn đầu hướng đền đi tới. Đồ Lan Tâm trong lòng lột bột một chút, thần quốc không có chân chính trên ý nghĩa thần, nếu thật phải nói, chỉ có một vị, đó chính là luân hồi đứng đầu. Hiện tại Diệp thần đại bất kính suy nghĩ, sẽ hại chết người. Bất quá, sợ Diệp thần làm lỗ mãng chuyện, Lạc Thi Thi và Đồ Lan Tâm nhìn nhau, vẫn là đi theo lên. Mà sau lưng võ giả vậy khấn cầu kết thúc, khi thấy Diệp thần các người tiến vào đền, diễn cảm cực độ cổ quái. Thằng nhóc kia làm gì? Chẳng lẽ bởi vì sợ Khổng công tử, cầu nguyện luân hồi đứng đầu cho hắn lực lượng? Trong bí cảnh đền, không thể tùy tùy tiện tiện vào à? Chết chắc, nói không chừng, thần uy dưới, thằng nhóc kia phải chết. Mà giờ khắc này Diệp thần ba người đã tiến vào đền. Kỳ quái chính là, chung quanh không có bất kỳ cấm chế. Nhưng Diệp thần có thể cảm giác được mình trong cơ thể máu ở phun trào. Đang sôi trào. Giống như, bước chân vào địa bàn của mình. Hắn trong đầu thậm chí lóe lên một ít hình ảnh. Hình ảnh cực kỳ ảm đạm lại bể tan tành. Diệp thần căn bản không phân rõ. Chung quanh là mờ tối, có đêm nến lóe lên. Một chút đặc biệt mùi thơm lượn lờ mở. Người tới người nào? Đột nhiên, một giọng già nua vang lên. Diệp thần và Đồ Lan Tâm cùng trước mặt người, ngay tức thì xuất hiện một cái gầy đét ông già. Ông già phục trang cổ quái, trong mắt lõm xuống, thậm chí trên mình không có một chút hơi thở chập chờn. Diệp thần mới vừa muốn nói chuyện, Đồ Lan Tâm liền xen vào nói, tiền bối, chúng ta đối với luân hồi đứng đầu vô cùng sùng kính, muốn đến quỷ bái. Ông già nhìn một cái ba người, gật đầu một cái, luân hồi trước tượng thần, chúng sanh mảng bái. Một giây kế tiếp, Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi đồng loạt quỳ xuống, thậm chí ánh mắt cũng không dám xem vậy cách đó không xa tượng thần. Cái này trang nghiêm nghi thức, không thể có bất kỳ ô nhục. Mà giờ khắc này, một người thanh niên chỉ như vậy lẻ loi đứng. Không có bất kỳ quỳ xuống dự định. Diệp thần trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa tượng thần. Hắn thân thể đang run rẩy. Chính giữa nhất tòa kia tượng thần, phảng phất là mình. Mặc dù dung mạo có chút rất nhiều thay đổi.
nhưng là loại cảm giác đó vô cùng chân thực. Mà tượng thần không chỉ có mình, còn có Khúc Trầm Yên, cùng với rất nhiều người. Chỉ là chẳng biết tại sao, Diệp Thần thấy những người khác, trong mắt có chút lửa giận. Hắn bây giờ không nhận biết những người này, nhưng thế nào sẽ có lửa giận? Hắn cũng không biết. Luân hồi trước tượng thần, chúng sanh màng bái. Lão kia người gặp Diệp Thần chậm chạp không quỳ, thanh âm có chút nổi nóng. Đồ Lan Tâm thấy vậy, vội vàng kéo lại Diệp Thần, muốn để cho Diệp Thần quỳ xuống, cũng nhẹ giọng nói, Diệp Thần ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đừng ngẩn người, mau quỳ xuống. Nhưng mà, Diệp Thần không có động tĩnh. Trong mắt có kiên quyết, có tức giận, có sát ý, có thương hại. Nhưng, chính là không có thần phục. Hắn vì sao phải quỳ mình? Hắn chính là luân hồi đứng đầu à? Ông lão kiên nhẫn bị hoàn toàn tiêu hao, hắn bước ra một bước, quanh thân lưu động ánh sáng, uy hiếp nói, thằng nhóc, ngươi vì sao không quỳ? Diệp Thần như cũng nhìn chằm chằm tượng thần, lắc đầu một cái, ta không thể quỳ. Như ta quỳ xuống, sẽ xảy ra chuyện, ta có dự cảm. Ông già hoàn toàn nổi giận, liền nói bừa. Quỳ xuống. Một khắc sau, ông già vô tận uy áp hướng Diệp Thần phun trào đi. Nhưng mà, ở uy áp chạm được Diệp Thần nháy mắt, lại khoảnh khắc tiêu tán. Ông già tròng mắt trợn to, làm sao có thể? Hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng, đừng nói cái này chạm ách tiểu tử, coi như là hỗn độn cường giả đỉnh phong, đều phải thần phục. Đồ Lan Tâm trong lòng vô cùng khẩn trương, kéo lại Diệp Thần, trực tiếp để cho Diệp Thần quỳ xuống, Diệp Thần, đừng gây chuyện. Ngươi không quỳ, tông môn cũng sẽ không còn tồn tại. Còn nữa, tiền bối kia thực lực nhưng mà ở hỗn độn cảnh bên trên. Diệp Thần có chút không biết làm sao, hắn nhìn một cái ông già, sau đó nhìn một cái Đồ Lan Tâm, hai đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống. Được rồi. Ngay tại Diệp Thần đầu gối chạm được mặt đất nháy mắt, toàn bộ đền truyền đến một đạo cực mạnh động đất. Giờ khắc này, ông già, Đồ Lan Tâm thậm chí còn tất cả mọi người diễn cảm đều thay đổi. Điện vũ này nhưng mà vạn năm không có dị động à. Không chỉ như vậy, vậy cao cao tại thượng, tồn tại không biết bao nhiêu năm tượng thần, đột nhiên nổ tung. Điện vũ này nhưng mà có mấy chục tòa tượng thần. Trừ luân hồi đứng đầu, Khúc Trầm Yên, cùng với một người con trai tượng thần. Tất cả tượng thần cũng vỡ vụn, thậm chí hóa là bột. Ông già thân thể đang run rẩy, chợt quỳ xuống, luân hồi đứng đầu bớt giận, ta cái này thì đem những thứ này xúc phạm ngài con kiến hôi, xóa đi. Ở ông già xem ra, Diệp Thần hành vi, kích động trời nổi giận. Một giây kế tiếp, ông già liền muốn động thủ. Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi vô cùng hoảng hốt. Các nàng coi như muốn giúp Diệp Thần, giờ phút này vậy không giúp được à? Diệp Thần lần này, thật quá ngông cuồng. Cuồng đến không đem luân hồi đứng đầu coi ra gì. Ngay tại ông già muốn thời điểm xuất thủ, trong bóng tối một giọng nói đột nhiên truyền tới. Lui ra. Ông lão lực lượng chỉ như vậy đình trệ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái chỗ sâu, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nuốt xuống. Hắn yên lặng rời đi. Đồ Lan Tâm thở ra một hơi, bắt lại Diệp Thần. Đối với Lạc Thi Thi nói, chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Ta là thật không yên tâm cầm Diệp Thần để ở nơi này. Quỷ biết hắn muốn ồn ào xảy ra chuyện tình gì tới. Mặc dù nàng không biết thanh âm kia tại sao để cho ông già lui ra. Nhưng không trọng yếu. Các nàng phải lập tức rời đi. Diệp Thần nhìn tượng thần, trong đầu có chút trí nhớ rất rối loạn. Thậm chí để cho hắn có chút đau. Hắn bản muốn rời đi. Nhưng tựa như nghe được thanh âm gì. Sau đó, từng bước một hướng tượng thần đi tới. Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Diệp Thần xuất hiện ở luân hồi đứng đầu trước tượng thần. Sau đó đưa tay ra, chạm tới tượng thần. Nháy mắt tức thì, luân hồi đứng đầu tượng thần bộc phát ra một đạo ánh sáng. Nhưng mà, ngay tức thì đem Diệp Thần bao phủ. Thời khắc này Diệp Thần cảm giác được thân thể dị biến. Hắn phát hiện mình thân xác tựa như ở tia sáng bao phủ hạ thay đổi mạnh hơn. Đây là lực lượng gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô tín ngưỡng lực. Đây là tín ngưỡng lực. Xem ra Diệp Thần bị luân hồi đứng đầu tín ngưỡng lực. Tượng thần công nhận Diệp Thần thiên phú,
Lạc Thi Thi thậm chí có chút kích động. Như vậy mà chỉ có Diệp Thần biết, cái này căn bản không là tín ngưỡng lực, mà là thuộc về mình, lại lưu lại ở tượng thần ở giữa luân hồi lực. Rất nhanh, ánh sáng tiêu tán. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái. Trừ chỗ ở mình thứ bảy thần quốc, còn lại sáu đại thần quốc có rất nhiều cái này loại tượng thần đền. Có phải hay không mình tiếp xúc là có thể lấy được một chút lực lượng? Và lại, thứ nhất thần quốc, vậy Diệp gia di chỉ, có phải hay không ý nghĩa có càng lực lượng mạnh? Có lẽ như có cơ hội, mình nên trở về đi xem. Hắn muốn biết bàn cờ sau lưng chân tướng kết quả là cái gì? Diệp Thần buông tay ra, hướng đền đi ra ngoài, cũng đối với Đồ Lan Tâm các người nói, chúng ta đi thôi, Khổng Tiên có lẽ nóng lòng chờ. Có cái này tượng thần cho mình lực lượng, Diệp Thần hơn nữa tự tin. Chỉ ít thời gian ngắn, hắn cũng có thể đối kháng Khổng Tiên. Nếu như những lực lượng này tiêu tán, vậy hắn liền nguy hiểm. Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi kịp phản ứng, vội vàng hướng bên ngoài đi. Ngay tại Diệp Thần muốn hoàn toàn đi ra điện vũ thời điểm, chỗ sâu, một giọng nói đột nhiên vang lên, người tên gọi là gì? Diệp Thần bước chân dừng lại, lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Diệp Thần. Sau đó, liền biến mất. Toàn bộ đền, vậy hoàn toàn rơi vào hắc ám. Tựa như đóng cửa. Một ngày sau, Diệp Thần liền đi tới Khổng Tiên chỗ ở cao nhai dưới. Chung quanh, đã tụ tập không thiếu võ giả. Mấy ngày nay, Diệp Thần chém chết hỗn độn võ giả như giết chó giống vậy, tin đồn, đã hoàn toàn truyền ra, không ít người, cũng muốn tới biết một chút về, cái này bị hình dung cơ hồ giống như thần ma giống vậy Diệp Thần cùng thứ nhất thần quốc Vạn Pháp Tông Chí Cường Khổng Tiên chiến đấu. Nhưng là, luôn có người không tin tà. Dưới vách núi, cũng có không thiếu võ giả, là hy vọng có thể đầu dựa vào Khổng Tiên. Bởi vì, Khổng Tiên cam kết qua, chỉ phải biểu hiện tốt một chút, hắn có thể đem đối phương, mang nhập thứ nhất thần quốc. Diệt thế tai ương buông xuống, viễn cổ Diệp ra ý chí vì phòng ngừa cường giả thoát đi, liền phi thăng những thế giới khác lối đi cũng đóng cửa, như thế tới một cái, thứ nhất thần quốc, có thể nói là an toàn nhất sở tại. Rất nhiều người, đều là chỉ quan tâm mình an nguy, liên gia người, tông môn, đều có thể vứt bỏ. Một người tướng mạo hung hãn, khắp người xăm, vẻ mặt âm lãnh, tu vi hỗn độn ba tầng thiên cảnh đầu hói nam tử, xa xa thấy Diệp Thần bóng người, chính là phát ra cười lạnh một tiếng nói, đó chính là lời đồn đãi bên trong thằng nhóc kia. Ha ha, nhìn như, bất quá là con kiến hôi mà thôi, cũng dám tới khiêu chiến Khổng công tử. Hắn quanh thân, tản ra màu đỏ như máu thần vận, người này, chính là thứ ba thần quốc người. Hơn nữa, hắn vẫn là thứ ba thần quốc đệ nhất thiên tài, cháu Á Long. Hắn vì gia nhập thứ nhất thần quốc, thậm chí, không tiếc bán đứng tất cả thứ ba thần quốc, lần này tiến vào thần nguyên bí cảnh thiên tài, đem bọn họ dẫn tới Khổng Tiên trước mặt. Nhưng, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn ở Khổng Tiên trước mặt, tận lực thể hiện ra mình giá trị, như vậy, cho dù tiến vào thứ nhất thần quốc sau đó, cũng không cần bắt đầu lại, mà là trở thành Khổng Tiên cánh tay phải cánh tay trái, từ đó một bước lên trời. Cháu Á Long bên cạnh một người phụ họa nói, không sai, đại khái chỉ là đồn bậy bạ thôi. Các ngươi, cũng chớ cùng ta cướp. Cháu Á Long xấu xí gương mặt bên trên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thằng nhóc này, giao cho ta xử lý. Bây giờ cháu Á Long, ở Khổng Tiên thủ hạ bên trong, coi như thực lực cao cấp nhất một trong cường giả. Hắn như thế nói sau đó, không thiếu nhao nhao muốn thử người, đành phải kiềm chế xuống tâm tư. Lúc này, cháu Á Long thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần nhìn hắn, mặt vô thần sắc. Cháu Á Long lạnh lùng nhìn lướt qua tên kia cả người là máu, run lẩy bẩy nữ võ giả, mặt đầy cuồng ý nói, thằng nhóc, chỉ sẽ khi dễ người phụ nữ. Còn nói ngươi mạnh bao nhiêu? Quả nhiên, thứ bảy thần quốc phế vật chính là như vậy rác dưới, chỉ có chút bản lãnh này mà thôi, các ngươi, dứt khoát đổi tên kêu rác dưới nước chứ. Hoặc là nói, đuổi xuất thần nước. Năm đó luân hồi đứng đầu đem thần quốc bản đồ phân chia bảy khối, có lẽ chính là chê ngươi cửa thứ bảy thần quốc quá rác dưới đi. Hắn căn bản không tin Diệp Thần tin đồn một cái nguyên nhân khác, chính là bởi vì cháu Á Long, đánh đáy lòng xem thường thứ bảy thần quốc. Khi dễ người phụ nữ, Diệp Thần âm hàn cười một tiếng.
Nữ nhân này muốn giết hắn, hắn không trực tiếp giết nàng, đã là hết tình hết nghĩa. Nếu là muốn khi dễ người phụ nữ, ít có thể chém đứt nàng một cái tay, hoặc là một cái chân. Tu võ người, cụt tay chân gãy, vậy giống vậy có thể dẫn đường, không phải sao? Người này, vừa thấy chính là tới gây chuyện. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cho một mình ngươi hô hấp thời gian, quỳ xuống, nói xin lỗi, cút, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới kêu khi dễ. Nguyên bản huyên náo cao nhai dưới, ngay tức thì yên lặng như tờ. Rất nhiều tu võ người, đều là khá là rung động nhìn về phía Diệp Thần. Vậy, nhưng mà cháu Á Long à. Mặc dù, người này nhân phẩm, mọi người không dám tâng bốc, có thể thực lực vẫn phải có à. Hỗn độn ba tầng thiên, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, cố nhiên phổ thông. Nhưng đến hỗn độn cảnh, so không phải cảnh giới, mà là nội tình. Mà cháu Á Long nội tình không phải thứ bảy thần quốc có thể chống lại. Diệp Thần, lại bá đạo như vậy khiêu khích. Tin đồn, quả nhiên không sai, người này, cuồng đến không cách nào hình dạng à. Cháu Á Long khuôn mặt dữ tợn bên trên, vẻ giận cùng nhau, cái thằng nhóc này, thật đúng là dám ở trước mặt lão tử như vậy càn rỡ. Một thanh trường kiếm, trầm trọng vô cùng trường kiếm, xuất hiện ở cháu Á Long trong tay, hỗn độn ba tầng thiên tuyệt cường khí tức, phóng lên cao, một kiếm ngay đầu, bạo chém đi. Mãnh long phách kiếm, rồng ngâm chấn động khắp nơi, thô bạo như biển, gào thét mãnh liệt, phổ biên kiếm ý, ngưng tụ ở nơi này chui trên trường kiếm, đem không gian cũng đè được vỡ vụn, mặt đất, đều ở đây dưới một kiếm này, dao động. Nhìn vẫn đứng tại chỗ Diệp Thần, cháu Á Long trên mặt nụ cười càng phát ra tàn nhẫn, ánh mắt hơn nữa khinh miệt, thằng nhóc này bị kiếm khí của mình, chấn áp được động, cũng không động được chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh chập chờn, ngay tức thì lan truyền. Nguyên bản cười gằn, khinh miệt cháu Á Long, diễn cảm động lại, cứng ngắc, một kiếm kia thậm chí đều không cách nào rơi xuống. Tại sao? Bởi vì, hắn vậy tuyệt mạnh kiếm ý, vậy linh lực kinh khủng, lại, cũng giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Một kiếm này uy lực, liền trong 1%, cũng không dư lại, còn chặt xuống làm gì? Xấu hổ mất mặt sao? Nên kết thúc. Đây là, Diệp Thần nhưng là cười, cười tiếng vang lên đồng thời, kiếm hắn, vậy chém đến cháu Á Long trước mặt. Cái này, mới gọi là khi dễ. Kiếm quang bùng nổ, tựa như nuốt trời cự thú, đem vạn vật chiếm đoạt hầu như không còn. Hỗn độn ba tầng thiên cháu Á Long, lại là liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền trực tiếp nổ tung thành xương máu, theo gió phiêu tán. Tĩnh mịch. Triệt triệt để tĩnh mịch. Không có một người, dám phát ra bất kỳ thanh âm, hô hấp đều quên. Cháu Á Long, lại chết như vậy. Vậy, nhưng mà thứ ba thần quốc cao cấp thiên tài à? Nguyên bản, bọn họ cho rằng Diệp Thần coi như có thể chiến thắng cháu Á Long, cũng phải nhiều hơn mấy chiêu chứ. Lại, cứ như vậy tùy ý nghiền ép. Liền liền khổng tiên, cũng chưa chắc làm được chứ. Cái này, nơi nào là cái gì giết hỗn độn như đổ sát chó à? Thật là, và nghiền chết con kiến, cũng không có khác biệt. Nguyên bản, những cái kia không có tới khiêu khích Diệp Thần người, đều là cúi đầu, cả người toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng được vui mừng mình không có ra mặt. Mà những cái kia, vốn là tới xem chuyện thiếu lâm người, lúc này, nhưng căn bản không cười được. Diệp Thần, mạnh phải nhường bọn họ sợ hãi. Không ít người, chính là bộc phát mong đợi, Diệp Thần cùng Khổng Tiên đánh một trận. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới dưới vách núi, khoảng cách vậy nham động cách đó không xa. Mà lúc này, một đạo thân ảnh, vậy xuất hiện ở nham động cửa hang. Người này, khí chất nho nhã, cả người quần áo trắng, nhìn như ôn hòa tuấn giật, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ, thấy Khổng Tiên, cảm nhận được, nhưng đều không phải là gió xuân, mà là, máu vũ gió tanh. Thậm chí rất nhiều người nhìn Khổng Tiên trong mắt, đều mang cửu hận. Lần này tiến vào thần nguyên bí cảnh, tất cả đại thần quốc không thiếu tu võ người, đều chết ở Khổng Tiên trong tay. Đặc biệt, là thứ ba thần quốc, đều cơ hồ bị Khổng Tiên tàn sát sạch. Từ đó về sau, người người tự nguy, thậm chí liền người bên cạnh đều không cách nào tín nhiệm, từng cái tách ra hành động. Mà đây, thật ra thì chính giữa Khổng Tiên hạ trong lòng.
Tất cả đại thần quốc võ giả tách ra sau này, Khổng Thiên liền phái ra thủ hạ, đập tan từng cái. Phần lớn hành động đơn độc tu võ người, đụng phải Khổng Thiên thủ hạ, hoặc là quy thuật, hoặc là chính là chết. Cho nên, rất nhiều người lần này tới còn hy vọng có thể thấy Diệp Thần giết Khổng Thiên, thay bọn họ trả thù. Khổng Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi thật đúng là dám đến tìm ta. Ta tại sao không dám? Diệp Thần phong khinh vân đạm đáp. Bất quá, hắn con ngươi, nhưng mang một chút nặng nề. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên. Đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt phải, hắn từ trên người của đối phương, cảm thấy cực kỳ lạnh như băng uy hiếp. Khổng Thiên thực lực, vẫn còn ở hắn dự liệu bên trên. Nếu không phải Lăng Phong thần mạch mấy ngày nay hấp thu năng lượng xong, hắn thật không dám như vậy tới. Được, nếu như tất cả mọi người, cũng có thể giống như ngươi vậy thích chịu chết nói, ngược lại là giảm bớt bổn công tử không ít phiền toái. Một khắc sau, Khổng Thiên, bỗng nhiên ra tay. Hắn thân hình chớp mắt, liền đằng nhảy đến giữa không trung bên trong, hỗn độn cảnh bốn tầng thiên lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, vô cùng ngưng luyện, mênh mông linh lực, ở quanh thân kích động, chỉ là khuấy động dậy phong áp, liền đè được một ít tu vi yếu hơn võ giả, miệng phun máu tươi. Tuyệt cường khí tức phun trào, thật là, để cho những thứ này gần đây kiêu ngạo thiên tài, cả người run rẩy, có quỳ xuống đất sùng bái xung động. Tựa như, trước mắt Khổng Thiên chính là trời chi tổ vậy. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên, như vậy khủng bố. Ở nơi này khó có thể tưởng tượng tuyệt cường khí tức bên trong, mọi người chỉ cảm thấy được một cái hô hấp, cũng không kiên trì được. Nhưng đột nhiên bây giờ, đem vô số võ giả cũng đè được nửa quỳ, thậm chí nằm dưới đất hơi thở, tin tức. Cả người, bỗng nhiên dễ dàng hơn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc hướng Diệp Thần cùng Khổng Thiên nhìn. Chỉ gặp lúc này, Diệp Thần quanh thân, bộc phát ra một hồi ánh sáng, ngay tức thì bao phủ hắn cùng Khổng Thiên chỗ ở khu vực, mà vậy thanh quang, thậm chí biến thành đạo đạo xiềng xích, bó buộc ở Khổng Thiên trên mình. Lại là đem Khổng Thiên vậy vô biên linh lực, cùng làm người ta run rẩy hơi thở, cùng chung niêm phong. Diệp Thần chán phân bố mồ hôi hột. Cực kỳ khó khăn. Đối phương rất mạnh. Hắn thậm chí mượn cuồng võ bá chủ một phần chia lực lượng. Nếu không, liền thi triển cấm linh pháp thể tư cách cũng không có. Khổng Thiên con người co giúp một cái, đôi mắt ứ máu, bạo hống một tiếng, cả người gân xanh nổi lên, nguyên bản ôn hòa mặt mũi, lại là ngay tức thì nhìn như vô cùng dữ tợn. Giống như ma quái vậy. Quanh người hắn hơi thở, lúc mạnh lúc yếu, dâng trào linh lực, lúc có lúc không, mà Diệp Thần chính là chặt chẽ cắn răng, nhìn như, cũng không thoải mái. Ngay tại lúc này, rắc rắc một tiếng. Khổng Thiên trên người màu xanh xiềng xích, lại trực tiếp bị đứt đoạn. Mà Diệp Thần, cũng là chợt phun ra búng máu tươi lớn. Cấm linh pháp thể, sử dụng không phải là không có giá cao, đối với thân thể gánh vác có thể nói là cực lớn. Nếu như, đổi thành linh cửu tiêu, cho dù hắn cấm linh pháp thể, có thể đối với hỗn độn tồn tại sinh ra hiệu quả, tối đa, cũng chỉ muốn một cái hô hấp thời gian, liền sẽ phải chịu cắn trả, bạo thể mà chết. Cũng chính là Diệp Thần nghịch thiên kia thể chất, mới có thể chịu đựng nổi. Nhưng, đây cũng không phải là không có cực hạn. Khổng Thiên hơi thở cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào hoàn toàn niêm phong. Bất quá, cái này là đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, Khổng Thiên mặc dù tránh đoạn liền xiềng xích, nhưng là, một thân thực lực, cũng bị chí ít áp chế 70%. Hắn có lòng tin cùng một trận chiến. Khổng Thiên thở hào hển, trong mắt, thoáng qua một chút rung động. Cái này cấm linh lực, có thể nói khủng bố. Một khắc sau, hắn cả người hơi thở, lại là một trào, một thanh kiếm khí ác liệt vô cùng, hàn mang bắn ra bốn phía, để cho người liếc mắt nhìn, liền cảm thấy sợ hết hồn hết phía trường kiếm, trôi lơ lửng ở Khổng Thiên trước người. Cái này thanh trường kiếm, bất ngờ là một chuôi tuyệt khí trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện ngay tức thì, một đạo khó hiểu hơi thở, ngưng tụ ở trên trường kiếm. Nháy mắt, kiếm quang lóng lánh, điên cuồng kích động, dường như đem toàn bộ thần nguyên bí cảnh, cũng bao phủ trong đó. Mà ở kiếm quang này bên trong, thanh trường kiếm kia, lại là một hóa 10, 10 hóa 100, thời gian đảo mắt, liền huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang,
kiếm khí, ác liệt được đều phải đem trời xuyên qua. Chân võ ý. Diệp thần con người có giúp một cái, người khác không biết kiếm kia quang bên trong ẩn chứa ý vận là cái gì, hắn nhưng rõ ràng. Cái này khổng tiên, lại cũng là chạm tới chân võ ý thiên tài. Thứ nhất thần quốc võ đạo, quả nhiên khủng bố. Vạn pháp quy tông, ra kiếm chém huyền cơ hội. Khổng tiên khẽ quát một tiếng, chỉ một cái diệp thần, vạn đạo kiếm quang, giống như sấm giáng thế vậy, hướng diệp thần sóng trào đi. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp thần giống vậy khẽ quát một tiếng, cả người kim quang bạo tránh, thần viên gào thét, vang tận mây xanh, bề mặt bên trên, hiện lên tầng 7 huyết quang, phần huyết quyết trình độ cao nhất vận chuyển, máu thần lực điên cuồng phun trào. Một kiếm chém ngang, chân võ ý cuốn đi bốn phía, kiếm quang cướp trời, phá hết vạn pháp, cự lực gào thét, vỡ đổ cụm núi, giống như ma thần ra tay vậy, hủy thiên diệt địa, hoành kiếm mà cười. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm mang kiếm ảnh ầm ầm đụng nhau. Diệp thần một kiếm này, quét diệt vô số kiếm mang, nhưng, vẫn là có trên trăm nói, từ hắn trên thân hình, xuyên thủng mà qua. Hai người một kích này, cơ hồ, đều phải đem tất cả đại thần quốc những thiên tài suy nghĩ, đều hòa tan. Cái này lại là thần quốc võ giả, có thể có được thực lực sao? Nguyên bản, bọn họ lấy làm cái này công kích, chỉ có ở cao võ vị diện, mới có khả năng tồn tại à? Có thể hiện tại, nhưng thiết thiết thật thật, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đồng thời, không ít người, đều là khá là khẩn trương hướng Diệp thần chỗ chỗ nhìn. Mới vừa rồi, Diệp thần nhưng mà bị mấy trăm đạo kiếm quang xuyên thủng à. Trong đó bất kỳ một đạo kiếm quang, đừng nói là xuyên thủng, hơi đụng phải bọn họ đều phải chết đi. Chẳng lẽ, Diệp thần, chỉ như vậy bỏ mình. Đồ Lan Tâm lúc này, mặt đẹp cũng là trắng bệch một phiến. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản gương mặt bên trên, còn mang cười lạnh khổng tiên, đột nhiên thần sắc biến đổi. Nơi ngực, huyết quang bạo tránh, hiện ra một đạo vết thương ghê rợn. Khổng tiên cặp mắt, điên cuồng mở ra, vô cùng sợ hãi, một kiếm kia mất đi liền muôn vàn kiếm mang, lại, vẫn là thương tổn tới mình. Cùng lúc đó, một đạo cả người nhuốm máu bóng người, chợt từ bị kiếm khí kích lên bụi mù bên trong lao ra, giống như biển máu tu la vậy, đánh về phía không trung khổng tiên. Người này, chính là Diệp thần. Diệp thần giờ phút này mặc dù cả người là máu, nhưng, nhìn như nhưng dũng mãnh vô cùng, căn bản không xem là bị trọng thương dáng vẻ à. Một ít lanh mắt võ giả thậm chí phát hiện, Diệp thần vết thương cả người, lại đang nhanh chóng khép lại. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Đây là cái gì trình độ cao nhất yêu nghiệt à? Đáng chết, khổng tiên tức giận mắng một tiếng, lại là thân hình động một cái, về phía sau cuồng lui đi. Mọi người thấy vậy, đều là sững sốt một chút. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên khổng tiên, đối mặt Diệp thần lại là lui. Khổng tiên bạo lui đồng thời, điểm ngón tay một cái, ngất trời kiếm ý, lần nữa gào thét ra, vạn đạo kiếm quang đủ chém. Mà lúc này, Diệp thần trên mặt, nhưng là hiện ra vẻ điên cuồng, một đạo chém ra, mất đi liền phần lớn kiếm quang sau đó, lại là liều mạng mặc cho còn sót lại kiếm quang đánh hắn thân thể, cũng phải ép tới gần khổng tiên. Vây xem một đám võ giả, con người đều phải rơi ra ngoài. Loại chiến đấu này phương thức, quá điên cuồng, quá khủng bố. Mỗi một người, nhìn huyết ma vậy Diệp thần, đều là cảm thấy một hồi không lạnh mà run. Diệp thần, đây là điên rồi sao? Mọi người nhưng không biết, lúc này, Diệp thần trong mắt bên trong, nhưng là tinh quang lóe lên, vô cùng lý trí. Hắn biết, cận chiến, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra mình thân thể ưu thế. Khổng tiên, mặc dù linh lực, hơi thở vân, bị phong cấm liền 70%, còn là cao hơn bây giờ Diệp thần. Mà Diệp thần, có thể chân chính nghiền ép khổng tiên, chính là thân xác. Hơn nữa, cấm linh pháp thể, tiêu hao cực lớn, không thích hợp đánh trường kỳ kháng chiến, muốn tốc chiến tốc thắng, tự nhiên, cũng là gần người sáp lá cả tốt nhất. Khổng tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp thần gần như không muốn sống nhào lên, hơn nữa, hiển nhiên nắm giữ một môn vô cùng là cao đẳng thân pháp võ, tốc độ có thể nói sợ hãi. Hắn làm sao có thể vung được mở. Rất nhanh, hắn liền bị người máu vậy Diệp thần, lại gần bên người.
Diệp Thần tà tính cười một tiếng nói, bắt ngươi nha. Một giây kế tiếp, một kiếm ngay đầu chém xuống. Khổng Tiên cắn răng một cái, đành phải đem trường kiếm nắm trong tay, cả người linh lực không giữ lại chút nào dưới vào trong đó, muôn vạn đạo kiếm mang hư ảnh, dung hợp là một, trên trường kiếm, lóe lên vô cùng ngưng luyện bạch quang chói mắt. Kiếm kiếm đánh nhau, ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vậy ngưng luyện kiếm quang, lại là ngay tức thì bị tan vỡ, Khổng Tiên bóng người, lại là trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm oanh bay. Hắn cầm kiếm tay run lên, gan bàn tay tan vỡ, liền xương cốt, cũng xuất hiện vết rách. Hắn con người dao động, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Lực lượng thật kinh khủng. Còn không cùng Khổng Tiên, thong thả lại sức, Diệp Thần khóe miệng một liệt, rõ ràng mới vừa chém ra chí cường một kiếm, nhưng phảng phất có không dùng hết khí lực, căn bản không cần bất kỳ nghỉ ngơi, khôi phục vậy, lần nữa vào tới. Diệp Thần hiện tại, cũng không biết chảy nhiều ít máu à. Coi như là thượng cổ cự thú, đều phải kế cận kiệt lực chứ. Có thể Diệp Thần đâu. Phảng phất có vô cùng khí lực vậy. Cái này thân thể tố chất, coi như là chư thiên thần linh, đều phải làm liếc mắt đi. Lại là một kiếm lấy vô cùng là tinh chuẩn, chí mạng góc độ, cực nhanh chém tới. Khổng Tiên trong mắt một hồi hốt hoảng, đành phải cắn răng một cái, miễn cưỡng nhắc tới linh lực, giơ kiếm chào đón. Ầm một tiếng. Khổng Tiên thân hình, lần nữa bạo lui ra. Trong mắt, đã hiện lên vẻ hoảng sợ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Cận chiến, hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ à. Tiếp tục như vậy nữa, không ra ngàn chiêu, hắn, liền muốn thua liền à. Ngàn chiêu, nhìn như rất nhiều, nhưng, lấy Diệp Thần xuất kiếm tần số, lấy Diệp Thần cái này không muốn sống vậy lối đánh, gần như vô cùng thể lực. Cũng không quá. Là trong phút chốc sự việc à. Kiếm kiếm đụng nhau, tiếng nổ, bên tai không dứt, trong thoáng qua, Diệp Thần, đã chém ra mấy trăm kiếm. Lúc này Khổng Tiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí là trắng bệch không máu, cả người hơi thở, vô cùng xốc xếch, hai cánh tay, máu tươi đầm đìa, gần như là phế à. Lại là một kiếm, ngay đầu đánh xuống. À à à. Khổng Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cầm kiếm. Lại là chẳng ngó ngàng gì tới, dựa vào khí lực chống cự một kiếm này, đối với Diệp Thần, ở vô cùng gần dưới khoảng cách, chém ra nổi lên đã lâu một kiếm. Hắn biết, cho dù mình giơ kiếm phòng ngự, lấy hắn trạng thái bây giờ, vậy căn bản không cách nào ngăn trở Diệp Thần một kiếm này. Vậy, không bằng liều mạng. Nhưng lúc này, Diệp Thần gương mặt bên trên, nhưng là hiện lên một đạo nụ cười quỷ dị, thân thể bên trong, hiện ra đạo đạo xương trắng. Vậy vạn đạo kiếm mang, trực tiếp từ xương trắng bên trong, xuyên thủng mà qua. Phốc, một khắc sau, Diệp Thần bóng người khôi phục, may là hắn thi triển xương mù hóa thần thông, hoàn toàn chịu đựng một kiếm này, cũng là bị thương không nhẹ. Nhưng, hắn biết, Khổng Tiên có thể so với hắn thảm hại hơn. Chém xuống một kiếm, mới vừa toàn lực bùng nổ Khổng Tiên, căn bản không kịp né tránh phòng ngự. Chỉ có một đạo đồng tiền trạng pháp khí hộ thân. Chợt bộc phát ra một hồi ánh sáng vàng, đem Khổng Tiên bảo vệ ở hắn hạ. Có thể cái này ngưng tụ vô cùng ánh sáng vàng, ở tiếp xúc tới Thanh Liên Diệt Thiên kiếm kiếm phong lúc đó, lại là ngay tức thì tan vỡ. Diệp Thần khóe miệng, mang cười nhạt, ở cấm linh pháp vực bên trong, pháp khí hộ thân, giống vậy bị to lớn hạn chế. Ầm một tiếng, một kiếm này rơi vào Khổng Tiên đầu vai. Một tiếng hét thảm, vang khắp chân trời. Khổng Tiên sắc mặt thảm trắng, nửa người, lập tức mềm nhũn đi xuống, máu tươi cuồng lưu, xương cốt vỡ nát, cả người, sụi lơ trên đất, hơi thở yếu ớt. Thời không, tựa như bị đông cứng, vạn vật, rơi vào ngừng. Mọi người, nhìn ngã xuống đất Khổng Tiên, si ngu. Hoàn toàn si ngu. Cái này thứ nhất thần quốc Khổng gia thiên tài, tùy ý là được nắm trong tay tất cả đại thần quốc yêu nghiệt sống chết, tu vi hỗn độn bốn tầng thiên. Cơ hồ có thể tiêu diệt cái khác thần quốc thiên tài, liền. Như thế đánh bại. Nhìn Khổng Tiên, vậy vô cùng thê thảm hình dáng, tất cả mọi người, đều không khỏi được, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, cầm kiếm đứng, mái tóc dài ở trong gió phiêu vũ, máu nhiễm quanh thân, ánh mắt cũng không so ác liệt, khí chất nghiêm nghị, giống như trải qua dù sao cũng năm huyết chiến, chui luyện ra được chiến thần vậy. Trong mắt của bọn họ, đều không khỏi được.
hiện lên nồng nặc kính sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.